Rồi em chào cả nhà, tranh thủ vào la xanh đầm nha cả nhà ha. Ngày hôm nay sẽ tổng xả kho luôn các chị ơi. Chỉ từ 79k, 99k trở lên thôi, rất là rẻ nha. Và nếu như chị nào mình ưng mẫu nào, cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt cho em nha. Đầu tiên thì đợi mọi người chia sẻ xong một chút xíu nữa thì em sẽ lên đầm 99k luôn. Trong thời gian này em tranh thủ sẽ giới thiệu cho mình mẫu đầm 1202 này trước nha. 1202 ngày hôm nay cũng sale sốc luôn. Nên là bây giờ trước tiên mình săn mẫu này rồi tranh thủ thời gian mình chia sẻ like, tăng được chia sẻ rồi em bắt đầu lên đầm 99k cho mình săn luôn nha. Rồi đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1202 này. Nếu như bình thường các chị mua với giá là 299k thì ngày hôm nay em sẽ sale luôn với giá chỉ có 199.000 đồng thôi nha. 199k đầm em đang mặc trên người nè. Từ 40kg đến tổng là 65kg là mình mặc vừa luôn. Vải này chất xuất Thái nha. Ở trên em may một lớp, ở dưới em may hai lớp nè. Có co giãn cho các chị nè, có túi hai bên luôn. Form thì lên rất là chuẩn form nha. Dây khóa kéo đằng sau đây. Mỗi đang mặc trên người đây là DA1202. Rồi chị nào mình ưng mẫu này nhanh tay đặt liền. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị chỉ có là 199 thôi. Bình thường mình mua giá là 299k thì ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình là 199.000 đồng nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ chị nào mình săn mẫu này, các chị nhớ lên đơn hàng càng sớm càng tốt dùm em nha. Mẫu này em sale luôn 199k thôi nè. Ok chị Ngọc Nhàn, em lên đơn hàng cho chị là 1202199 nè. Chị Minh Ngọc ok, chúc 1202 sale giá 199 nè. Quá rẻ luôn cả nhà ơi, giá này mà chị nào mà bỏ lỡ là cực kỳ tiếc nha. Ngày hôm nay mẫu đầm này số lượng của em thì nó có giới hạn rồi, nó không còn bao nhiêu hết. Hôm nay em sale rẻ luôn cho các chị nha. DA1202 hôm nay sale luôn còn 199. Thực sự với cái giá này là các chị không cần đắn đo làm chi nữa. Cái này là phải đặt nhanh đặt liền, chúng tôi đặt trễ nó hết hàng luôn cả nhà. Mỗi size của em chỉ còn mấy cái, mười mấy cái cuối cùng thôi. Sale luôn 199k nha. Bình thường mọi người mua đầm này toàn là 299k không đó. Ok chị Hiệp Nguyễn em chúc 1202 nha. Chị Mỹ Ngọc em chúc 1202 luôn. Rồi sale luôn giá 199k, tức nghĩa là ngày hôm nay cái chị mua đầm này được giảm thêm 100.000 đồng so với giá bình thường các chị mua luôn á. Bây giờ mình mua chỉ có giá 199 thôi. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn liền cho em nha. 1202 và kèm cho em số điện thoại nha. 1202 và kèm cho em số điện thoại, sale liền trên like này cho cả nhà mình luôn. Chỉ có giá là 199k. 1202 ok chị Thanh Thanh nè. 1202 cho chị Nguyễn Hiền em sale nè. Chỉ có 199 thôi. Vải của nó là chất xúc Thái, ở trên em may một lớp nè. Ở dưới em sẽ may hai lớp cho mình và có coi giãn nhẹ nha. Có túi hai bên. Ở đây nó có cái bàn eo nhỏ cho cả nhà mình ở đây. Cái này mình phối thêm một cái dây đai, dây này gì vô cũng rất là hợp nha. Dây khóa kéo đằng sau luôn nè. Đó. Rồi chị nào mình ưng mẫu này lên đơn liền giùm em. 1202 và kèm số điện thoại, quá đẹp luôn nha. Nền đen và họa tiết chim hạc cho cả nhà nè, hoa lá cho cả nhà là sang chưa. Đó, đầm này sale có 199 thôi, không thể nào tin nổi luôn các chị ơi. Quá rẻ nha. Rồi em chào chị Chú Nào Bình Yên, cảm ơn chị đã chia sẻ nha. DA1202 chúc cho chị Ngọc Ly nè. 1202 cho chị Phượng Nguyễn em sale nè. 199k. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Vải bao đẹp luôn các chị ơi, và lên form là chuẩn form nhé, lên form là chuẩn form cho mình luôn. Đây dây khóa kéo phía đằng sau nè. Size M là eo mình tầm 72 đến 73, size L eo 75 đến 76, XL eo 78 đến 79 và 2X là eo 84 đến 85 triệu xuống mình mặc vừa nha cả nhà. Trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa luôn, quá đẹp các chị ơi. Vải này không hề bị nhăn nhầu. Về độ co giãn sẽ có độ co giãn nhẹ nè. Rồi, ở trên may một lớp, thật ra vải này may một lớp cũng được rồi đó các chị, chứ không cần may hai lớp đâu. Nhưng mà bên em kỹ sĩ lại phía dưới may kèm lớp lót thun cô tâm cho mình luôn. Rồi đầm này sẽ có túi hai bên cho mình. Ở đây là em cao 1m62 nha, em nặng 47kg thì form này sẽ dài đến đây. Đó, có gì mình canh dùm em nha, 1m62 dài tới đây nè. Rồi giá này sale nha, bình thường mọi người mua mọc đầm này mình biết rồi, giá 299 không à. Và bây giờ em sale luôn chỉ có 199k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền dùm em rồi. Ok chị Hiệp Nguyễn có sai cho chị luôn nha. Nhớ comment cho em mã với số điện thoại nha cả nhà ơi. Ok chị Ngọc Trang em chốt nè. 1202 sale 199k. Một cái giá sale sập sà cho mẫu siêu phẩm 1202 này. Từ 299.000 đồng em sale luôn cho mình chỉ còn có giá là 199k.
299k, sale còn có 199k ngày hôm nay nha cả nhà. Bây giờ là giá này chỉ chốt trên live thôi, không áp dụng ngoài live. Chị nào mình muốn săn mẫu này các chị lên đơn liền cho em ngay lúc này nha. 1202 và kèm số điện thoại nè. Chị Thư Bùi nè, chị nhận được mẫu 1202 rồi, form đầm đẹp, cảm ơn các em nhé. Em cảm ơn chị Thư Bùi rất là nhiều. Em rất là mong là chị nào mình nhận được hàng rồi cũng có thể cho em một cái review sản phẩm như vậy ha. Rồi em cảm ơn chị Phạm Lừng đã chia sẻ luôn. Rồi nhớ chia sẻ nhiệt tình giùm em nha, chứ ngày hôm nay là sale quá rẻ cả nhà ơi. Một cái đầm bình thường mình mua 299 mà bây giờ mình săn sale chỉ có 199k thôi. Chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nè. Mẫu 1202 có size to không shop ơi? À shop tôi rất thích. À, chị sợ không vừa L92, L92 tiếc quá, L92 bên em lại không vừa rồi. L là mình đo đúng chưa chị ơi? Đây nè, L là trên rốn dưới xương sườn ngay cái chỗ nhỏ nhất của mình đây. Và size 2X của em là eo tầm 84 đến tầm khoảng là eo 85 chiều xuống nha cả nhà, là mình sẽ vừa size 2X nha. Rồi đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1202 thực sự là xuất sắc luôn á các chị. Em bán toàn 299k, khách nhận được hàng rất là thích. Mà hôm nay em sale luôn chỉ có 199 thôi. Mẫu này là em còn ít nha, em sale đặc biệt duy nhất trên line này luôn với giá là 199k nha. 199k, chất vải của nó là chất xúc thái như chị Hoa Hướng Dương ơi. Và vải này các chị yên tâm mặc rất là êm, không có nhăn nhầu nha cả nhà, có co giãn nhẹ luôn. Rồi đây này các chị, em test vải cho mình xem. À, hai đầm hả chị? Bây giờ là tại vì á, trên live của em sẽ có rất là nhiều đầm với giá nó khác nhau, có thậm chí là những cái mẫu mà em sale lỗ luôn, nên là bây giờ mình cứ cứ đơn từ 597 ngày đồng trở lên em sẽ miễn ship nha chị Thế Trịnh nha. Rồi ok chị Vân Bùi, em lên đơn hàng cho chị này, chị Ngọc Nhàn ok nhá. Mã này là 1202, sale luôn 199k. 199k mẫu đầm này, chị nào lấy nhanh tay đặt được dùm em, siêu phẩm mà giá sập sàn này cả nhà ơi, quá đẹp luôn nha. 199k đầm em đang mặc trên người, mẫu này thì rất là dễ mặc luôn. Các chị mặc đi tiệc, các chị mặc đi chơi, các chị mặc đi du lịch, mặc đi cà phê, ăn uống dạo phố, nói chung mặc đi đâu cũng được hết. Và form chuẩn dáng đẹp cho các chị mình luôn, gọn người cho mình luôn nha. Chỉ có giá là 199k thôi. Ơn mẫu này các chị lên đơn liền 1202 cả nhà nha. Bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình mẫu khác. À, như đã nói là nãy giờ em đợi mọi người chia sẻ like, bây giờ em chuẩn bị lên một cái mẫu 99k nha. Chuẩn bị em lên một mẫu 99k, cả nhà chia sẻ đi cả nhà ơi, để em lên cho mình nè. Chuẩn bị em sẽ lên một cái sản phẩm với giá chỉ có 99k mà thôi, nên là các chị tranh thủ chia sẻ like liền để em chốt sale nha. Mẫu tiếp theo của em, mẫu tiếp theo của em đây, cái này là size 2X nha cả nhà ơi. 2X nha, có chị nào 2X đâu chứ trời ơi, 2X là thật sự là đa số là thường cái chị hay mặc size lớn, size X là 2X không ha. Chứ size M, size L là ít lắm nè. Bây giờ chị nào mà mặc vừa size này thì đặt liền nha. Rồi 99k thôi em kẹp bớt lại đi nha, chứ tại vì cái này hết size nhỏ rồi em phải mặc luôn cái size lớn. Mẫu này của em với cái tông màu xanh đen chỗ nó sang, có nút phía đằng trước. Cái mẫu này mà 99k mà không xanh nữa là em bó tay cái chị mình luôn đó. Chia sẻ chưa cả nhà ơi? Chia sẻ chưa cả nhà ơi nè. Đầm này em sẽ sale cho mình nè. Đầm này em sẽ sale cho mình chỉ có 99k thôi nha. Bây giờ mình chia sẻ like đi, dành cho mình thêm 30 giây nữa nha để chia sẻ like nha. Dành thêm cho mình 30 giây nữa để chia sẻ like trong thời gian này, để em xem lại cái mã của số của nó nha. Lâu rồi chứ mặc quên mất tiêu rồi các chị ơi. Không thì em sẽ đặt lại đại mã luôn. Rồi các chị ơi chia sẻ like liền dùm em nha. Mẫu này có 99k thôi đó, chất rất đẹp luôn. Có hàng nút phía trước, có cổ vuông, có túi hai bên. Thực sự đây là một trong những cái mẫu mà nó nằm trong top bán chạy của bên em luôn á. Mặc nạp trong top bán chạy được vừa trước là em may cho mình phải nói là liên tục không biết bao nhiêu đợt hàng mẫu đầm này luôn á. Nhưng mà may nhiều quá rồi nên là không có may nữa thôi. Đó, mẫu này là vừa bán tại Việt Nam vừa xuất khẩu đều rất là chạy luôn đó cả nhà ơi. Rồi chia sẻ xong chưa cả nhà ơi? Chuẩn bị em sẽ báo mã mẫu này cho cả nhà mình nè. Ai chưa chia sẻ mình chia sẻ liền nha. À, chia sẻ xong rồi chuẩn bị sẵn số điện thoại nha để mình săn sale. Rồi để em xem lại coi cái mẫu đầm này mã gì ta. Ủa sao không thấy? Thôi em đặt đại mã nha. Mã đầm em đang mặc trên người nha, mình ghi cho em nha. 1039 size 2XL ạ. 1039 size 2XL, giá 99k. Mẫu này 99k, size 2XL.
L các chị tầm eo 84 trở xuống nha. Eo 84 hoặc 85 trở xuống vừa. Tầm 65 kg trở xuống vừa mẫu này cả nhà ơi. Em đang mặc là 2X 10399,9K. Chị Trương Yên ok 1202 cho chị nè. Rồi mẫu này 99 à 99 size M hả chị? 99 size M đợi em một xíu nha. Rồi 1039 mẫu này giá là chị có 99K. Trời ơi đẹp chưa? Mẫu này là bao sang luôn á các chị ơi. Cái này em còn là size lớn nha, em còn 2X thôi. Rồi hết size nhỏ rồi, chị nào vừa size 2X đặt liền. Giá chỉ có là 99K, 99K nha. Rồi tranh thủ lên đơn liền giùm em 1039 size này là size 2X nha các chị. Size này là size 2X nha, giá là 99K cho cả nhà mình luôn. Rồi đợi em một chút xíu nha, em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu khác nữa nè. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị nhớ đặt hàng liền giùm em. Comment mã hàng với điện thoại em chốt xem nha. Rồi bây giờ em tiếp tục lên thêm cho mình một cái mẫu đầm này nữa. Trời ơi đầm này rất là sang. Mẫu này mà mấy chị mua toàn là phải nói luôn á, mấy chị em thấy mấy chị đặt hàng mẫu này á khen lắm luôn á, mà đa số mọi người mua là giá 299 không, nhưng mà hôm nay em sale luôn ạ, 179K mẫu này, 179K mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Alo dạ em biết rồi. Rồi các chị ơi 99K nhớ là phải chia sẻ, chị Thảo Linh chưa có chia sẻ nè, chưa chia sẻ không được chốt đâu cả nhà, chưa chia sẻ không có được chốt đâu. Với lại là các chị ơi lưu giúp em là phải cố gắng đặt nhanh, chia sẻ xong rồi cái xong rồi các chị mình đặt liền. Bây giờ ai chưa chia sẻ cứ chia sẻ trước đi, rồi tiếp nữa em lên làm 99K mình xanh rất là dễ, chứ bây giờ mà mình đặt xong rồi mình mới chia sẻ là không có kịp với người khác rồi đó. Bây giờ nhanh đẩy chị nào mà chia sẻ và đặt sớm rồi mấy bạn sẽ chốt nha. Bây giờ em lên mẫu này 1230 1230 đầm này sale giá 179K thôi, có co giãn cho mình từ chiều dọc đến chiều ngang, chất vải là chất thun gấm acetaxi hàng cao cấp nha, dây khóa kéo là phía đằng sau cho các chị mình đây, từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 179.000 đồng, 179K đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy lên đơn liền giùm em 1230 và kèm trang sinh hỏi nha. 1230 và kèm số điện thoại sale giá 179K đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em. Comment là mã hàng nào với số điện thoại em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. 1230 và kèm theo số điện thoại nha. Chia sẻ like giùm em và lên đơn hàng liền nha các chị. Các chị ơi 1039 mà nãy chị nào mà chưa săn được thì cứ từ từ đi, em vẫn còn lên rất là nhiều mẫu đầm 99K cho nhà mình nha. Rồi đầm này của em là 1030 sale giá 179K, 1030 sale giá 179K. Cái này nó có co giãn nha, có co giãn nè, mềm êm và mát. Rồi chia sẻ là khi các chị mình comment lên là nó sẽ hiện lên cái huy hiệu, nút huy hiệu người chia sẻ đó cả nhà, là mình đã chia sẻ thành công rồi đó. Rồi ok chị Ngọc Nhà nè, em chốt đơn 1230 nha, 179K mẫu này, 179K mẫu đầm em đang mặc trên người từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này lên đơn nhanh nha cả nhà ơi, 1230 1230 rất là sang luôn nè, form đầm body và vải gấm acetaxi hàng cao cấp. Nó mềm, nó êm, nó mát nè, dày dặn lên form chuẩn form nhưng mà vẫn là rất là thoải mái cho cả nhà mình luôn. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị chỉ có là 179K, trong khi bình thường mọi người mua toàn là 299 không ạ. Ngày hôm nay em sale luôn cho mình giá chỉ có là 179K nha. Chị nào ưng đặt liền giùm em ạ. Chị nào ưng mẫu này đặt liền giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo với giá 99K nữa nha. Em sẽ lên một cái sản phẩm tiếp theo với giá 99K nữa nè. Rồi chị nào mà mình ưng lên đơn liền cho em. Chị nào ưng mẫu nào các chị nhớ lên đơn liền giùm em nha, để em chốt sale luôn cho cả nhà, chờ em một chút xíu nha. Chờ em một chút xíu nha, chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền giùm em. Là mã hàng nào với số điện thoại để em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. Mẫu đầm tiếp theo. Mẫu đầm tiếp theo nha. Đợi em vài giây. Lên luôn cho mình cái mẫu đầm này rất là đẹp. Các chị ơi tranh thủ mình chia sẻ like dùm em liền nha cả nhà, để em sale đầm này các chị. Mẫu tiếp theo với giá 99K. Ồ mẫu này em lại cầm lên size 2X nữa rồi.
À, còn lên 2X nữa rồi. Thôi chị nào 2X xanh liền nha. Chị nào 2X xanh liền đi, size M thì đợi em tí nữa nha. Rồi, bây giờ nè các chị ơi, đẹp chưa? 99k thôi đó. 99k là hàng lẻ size nha, còn cả hai cái gì thôi em xã. Nên là cố gắng lên đơn liền nha cả nhà. Đây mẫu đầm cổ vest. Cái này là size 2X nha cả nhà. Cái này là size 2XL nha. Cái này là size 2XL nè. Ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn. Ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn với giá rẻ luôn nhá. Chờ em xíu em ghi cái mã cái đã. Mã này là các chị chia sẻ xong chưa ạ? À? Để em nhập mã số luôn. Rồi. Ưng mẫu này các chị đặt hàng liền nha. Và phải là có chia sẻ em mới chốt được nha cả nhà ơi. Size 2X và vải này là vải chéo Thái. Sẽ có túi hai bên cho vận cả nhà mình luôn. Và eo của mình 84 hoặc 86 chữ xuống vừa. Eo 84 hoặc 86 chữ xuống vừa. Đầm này giá 99k. Đầm này giá 99k nha cả nhà ơi. Rồi mã sản phẩm là D6 nha cả nhà ơi. D6 kèm số điện thoại cho em nhé. D6 kèm số điện thoại giá 99k. 99k mẫu này nha cả nhà. Chị nào ưng đặt liền giùm em ngay bây giờ em chốt sale luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. D6 giá 99k. D6 giá 99k. Ưng ý mẫu này đặt liền giùm em 99k thôi. Rồi. Rồi cả nhà ơi, nãy giờ các chị có đọc được comment của chị Chính Hà Bình Yên không nè? Trời ơi, các chị thấy chưa? Một chị khách comment rất là có tâm luôn. Lần đầu chị đến với shop cứ yên tâm đặt hàng chị Hoàng Dương, đầm của shop rẻ đẹp nhưng chất lượng. Vải thì được shop chọn lựa kỹ mới mới nên là lên đầm đường kim mũi chị may rất kỹ, may đẹp từ lớp lớp bên trong chị ạ. À. Nên chị cứ yên tâm mua sắm chị nhé. Đó. Rồi, nếu mà chị nào chưa bao giờ mua thì cứ mua thử nha cả nhà nha. Rồi, nếu các chị mình chị nào lần đầu tiên đến với shop, các chị mình cứ yên tâm chọn lựa và đặt hàng. Các chị ạ, đầm của shop rẻ nhưng chất lượng vải thì được shop chọn lựa. Nên là các chị mình yên tâm luôn nha. Vải này em may, vải là em nhập về hết. Vải là em nhập về hết cho các chị mình luôn. Rồi nhập từ hàng là hàng của công ty luôn. Nên là đã có qua tuyển chọn hết rồi. Đầm này cổ vest nha cả nhà và vải này vải chéo Thái nha. Giá là 99k, size 2X. 2X là eo 84 hoặc là 8, cái này có co giãn nữa thì eo 84 hoặc là nhiều khi tầm 85, 86 mình mặc vừa luôn. Rồi mẫu này là D6 99k. D6 99k nha. Ai đặt trước và có chia sẻ em sẽ chốt sale trước cho chị đó luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào nhanh tay nha cả nhà. Lên đơn hàng sớm em chịu hàng cho mình ạ. À. Rồi mẫu tiếp theo em lên cho mình đây. Mẫu tiếp theo em lên cho mình đây là DA1199. Các chị ơi 99k hay là 79k gì đó thì em sẽ lên xem kẻ xong like. Chứ không em không có lên một loạt nha. Đó, để tránh trường hợp nhiều khi các chị thì săn được nhiều và nhiều chị mình vào trễ thì lại không săn được. Nên là rồi, đầm beo, đầm da beo tí nữa em sẽ mặc cho mình xem thử nhận nha. Đợi em một chút xíu ha. Rồi bây giờ mẫu đầm tiếp theo đây là DA1199. DA1199 và mẫu này của em thì còn cho mình là đủ size. Nhưng mà chỉ còn 4 cái M, 2 cái size L, 10XL và 12 cái 2X cuối cùng. Rồi mẫu này em xả luôn nha. 179k đầm em đang mặc trên người ạ. À. 179k mẫu đầm này chị nào lấy nhà tay lên đơn liền giùm em nha. 1199 và kèm trang sinh hỏi ạ. À. 1199 và em thôi em chốt luôn 169 đi. 169k luôn nha, xả luôn, xả rẻ luôn nha, 169 thôi, rất là rẻ, rất là sốt. Một cái mẫu đầm mà vải là vải lụa Nhật. Cái chị mặc nó êm, nó mềm, nó mát lạnh, nó co giãn cho mình và không nhăn nhậu luôn. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà chỉ có 169k luôn nha cả nhà, sale đặc biệt luôn 169k. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn liền giùm em. 1199 nha cả nhà ơi. 1199 và kèm số điện thoại 169k. Nền của nó sẽ là nền xanh navy phối với hoa vàng. Rồi đầm đẹp lắm, cảm ơn chị Phạm Minh. Cái này nó có co giãn cho mình nha, chất êm và mặt mát nè. Phía đằng sau của nó thiết kế là cổ vuông như thế này cho cả nhà mình nha. Form đẹp chưa? Nó dài tầm ngang bắp chân rất là vừa phải. Các chị cao hay chị nào có chiều cao khiêm tốn vẫn mặc được. 1199 và em sale ngay bây giờ cho cả nhà.
Giá chỉ có 169k mà thôi, 169k mẫu này thôi nha cả nhà ơi. Chị nào ưng đặt liền giùm em, đủ size nhưng còn ít nha, em xả luôn 169k nè, chỗ nó rẻ. Ok chị Hà Phương, em chốt 1199 169k nè. Rồi chị Ngọc Đăng, em chốt đơn hàng cho chị luôn nha. Rồi chị nào mình lấy đặt liền, quá đẹp luôn, 169k, sale cực kỳ sốc trong line này. Sale cực kỳ sốc trong line này luôn. Vải này mặc rất là mát và có co giãn nhẹ nha. Ok chị Thúy Vân, em lên đơn hàng cho chị nè. Mã đầm em đang mặc đây là 1199 và ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà 169k mẫu đầm này. 169k thôi nha cả nhà ơi. Chị nào ưng đặt hàng liền giùm em rồi. Ok, đầm beo với lại đầm hoa cúc, tí nữa em sẽ mặc luôn nha chị nha. Chờ em một chút xíu. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này đặt liền cho em nào. 1199 chốt đơn liền trên like cho các chị là 169k. Ok nè, chị Ngân Hồng em chốt đơn hàng cho chị nè. Chị Tuyết Bùi ok, chị Cẩm Nguyễn ok, 1199 169k. Rồi đầm da beo nha. Giờ lên đầm da beo trước nè, nãy giờ mấy chị kêu đầm da beo quá chừng nè. Các chị thấy chưa, mỗi lần mà da beo mà treo đằng sau thôi là thực sự luôn. Không, chị này là chị khác sẽ kêu em mặc đầm da beo liền à. Nói chung là đầm da beo nó rất là hot, nó rất là chạy hàng và nhìn nó cũng bắt mắt nữa ha. 1199 chốt chị Diễm Huỳnh, 1199 chốt chị Nguyễn Thị Thành, sale 169. Cái đầm là 1199 là đang sale xả nha cả nhà, có 169 thôi, rất là rẻ nha. Chị nào ưng đặt liền giùm em nha. Rồi. Rồi ok chị Tha Phạm, để bên em kiểm tra coi cái 1199 mình đã được lên đơn chưa nha chị nha. Rồi bây giờ đầm này của em với mã sản phẩm là DA1208 nè. DA1208, một cái mẫu đầm sơ mi họa tiết da beo. Nói chung da beo là luôn luôn lúc nào cũng nằm trong top bán chạy. Và các chị cứ mua đi, không bao giờ lỗi thời đâu ạ. Mình mặc từ cho dù bao nhiêu năm quay trở lại, các chị mặc cái đầm này thì nó vẫn rất là hot. Ok chị Tha Phạm nha, 1199. Rồi đầm sơ mi em đang mặc trên người với mã sản phẩm là 1208. 1208 đầm này vải lụa mango, có túi hai bên cổ sơ mi và nút phía trước nha. Dây khóa kéo bên em may phía đằng sau cho mình nè. Tay là tay lỡ, là cử động thoải mái không bị chật. Ở cái phần tay có xếp ly nhẹ tạo ra đầu phòng nhẹ. Nhìn cái form đầm rất là sang luôn nha cả nhà. Lên form chuẩn form luôn. Eo là các chị thấy nè. Đây em bóp lại cho mình xem rõ cái phần eo bên em nhấn ở đâu. Eo thường bên em sẽ hạ rơi vào đúng cái phần nhỏ nhất của mình, nên là chỉ cần việc các chị đo chính xác cái vòng eo của mình thôi, bên em sẽ chọn size đúng. Đây, eo là ngay chỗ này, vừa xuống ngay dưới xương sườn là ngay cái eo của mình luôn các chị. Eo là ngay dưới xương sườn và trên rốn nha cả nhà, ngay cái chỗ nhỏ nhất ấy. Đó, các chị mình đo dùm em nha, để em sẽ chọn size chính xác. Ok, chị Nhiên Phạm 1199. Và bây giờ đầm 1208 này đang là nằm trong top bán chạy. Không biết là em may bao nhiêu đợt hàng rồi, mà đến tận thời điểm bây giờ nó vẫn rất là hot luôn. Giá hôm nay em sale là 299. Các chị lưu giúp em size L còn đúng 3 cái, size M em còn 10 cái, size L em còn đúng 3 cái, size XL em còn 8 cái và size 2X còn 19 cái mà thôi. Không còn nhiều nữa rồi, cháy hàng các chị ơi, siêu phẩm cháy hàng. Chị nào ưng đặt liền 1208, giá em sale là 299.000 đồng. 1208 giá em sale là 299k thôi nha. Chị nào ưng đặt liền giùm em, xuất sắc. Cái mẫu này là đẹp từ chất cho tới form luôn các chị. Và sơ mi mà các chị mặc rất là tiện, đi đâu mình mặc cũng được hết trơn cả nhà. Mà chụp hình là bao anh ảnh luôn, sang quá trường sang. Đầm da beo nha, xuất sắc, không chê vào đâu được. Mẫu đầm này em sẽ sale cho cả nhà mình luôn, chỉ có giá là 299k. Ơn ý mẫu này các chị lên đơn liền dùm em 1208 nha cả nhà. Ok này chị Nguyễn Huyền, em chúc 1208 này sale 299k. 1208 chúc chị Kim Thảo sale 299k. 1208 chị Kim Chi sale 299k. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay đặt liền dùm em ngay lúc này để em lên đơn hàng luôn nha. Chỉ có 299k đầm e đang mặc trên người, trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. 1208 chị Trang Lê sale giá 299k. Đầm có túi hai bên, nói chung họa tiết da beo là các chị cứ yên tâm mua đi, không bao giờ lỗ thời cho các chị. Mà những cái đầm sơ mi thì các chị ơi, nó tiện lắm, cái chị mặc đi đâu cũng được hết trơn cả nhà. Sơ mi là những cái form đầm cơ bản phải nhất, bắt buộc ai cũng phải có trong tủ đồ rồi. Không dịp này thì chắc chắn có dịp khác, các chị chắc chắn sẽ có dịp để các chị mặc mẫu đầm sơ mi. Đi làm được, đi tiệc được, đi chơi được, đi ăn uống, đi cà phê, cà pháo, đi dạo phố, đi du lịch, bất kể nơi đâu các chị đều có thể mặc được hết. Một cái form đầm mà vừa sang, vừa lịch sự, vừa kín đáo mà lại thoải mái, dễ chịu cho mình. Chất rất là đẹp nha, vải này không có nhanh luôn. 1208 chút chị Nguyễn Chi, 1208 chút chị Hoa Lâm, vải này bao êm luôn, mềm mịn mát cực kỳ luôn nha. Ở đây các chị nhìn thấy
thấy kiểu dáng màu sắc các chị ưng, các chị đặt, nhưng mà về tới nhà các chị nhận được hàng các chị còn mê là mê ở cái chất vải của nó nữa cơ. Rồi em sale luôn cho mình ngày hôm nay với giá chỉ có là 299.000 đồng đầm hoa cúc hôm qua. À rồi, đầm hoa cúc là chị Thoa Phạm. Rồi chị ơi, mình nhớ mã không? Hoặc là thôi được rồi, đi nữa với bạn kiểm tra. Bây giờ thực sự là đằng sau á nó có mấy cái đầm hoa cúc luôn. Cái này cũng hoa cúc nè. Cái này cũng hoa cúc nè. Này cũng hoa cúc nè. Thật ra là còn nhiều hoa cúc phía bên trong nữa đó các chị. Nên là nhiều khi các chị kêu hoa cúc em không biết hoa nào. Rồi bây giờ em trước tiên lên cái đầm hoa cúc họa mi trước nha cả nhà. Nên đen hoa trắng đây. Rồi, đầm em đang mặc trên người, còn chị nào lấy gặp gì nha cả nhà ơi. Sơ mi hả chị? Rồi đợi em xíu nha chị nha. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ lên cho mình đầm hoa cúc nha. Đầm hoa cúc đây là DA1224 nha. 1224 mẫu này sẽ có cho mình là 4 size ML, XL và 2X nè. 4 size ML, XL và 2X nè. À khoan, hình như không có 4 size đâu vậy nha. Hình như hết size M rồi. Còn 3 size thôi. Còn 3 size thôi cả nhà ơi. Không tới 4 size đâu. Bây giờ là size M hết rồi. Size L còn 5 cái. Size XL còn 11 cái. Size 2X còn 13 cái. Cho chị nào nhanh tay 169k luôn. Chất vải này là chất mango đây cả nhà ơi. Rồi cổ phối viền ren cho các chị mình nữa nè. Nền à, hoàn đen hoa cúc họa mi trắng nè, xinh chưa? Hoàn e sẽ nhấn một đường e từ đây xè nhẹ xuống da bụng. À, phía đằng sau là dây khóa kéo nha. Mẫu đầm em đang mặc trên người đây là DA1224. Ngày hôm nay sẽ sale cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 169k. 3 size cuối cùng thôi, 3 size cuối cùng cho chị nào nhanh tay đặt sớm nè. Chốt luôn 1224 chỉ có 169. Mẫu này là 1224 nha. À, chị Tha Phạm ơi, đầm này là 1224 này chị ơi. Mẫu này là 1224 nha, không phải 1124. Mẫu này là 1224 nha, đầm có túi hai bên và sale với giá chỉ có 169 thôi. Ok nè, chị Nguyễn Hoa em lên đơn hàng, chị Hoàng Thủy ok em chốt sale. Rồi chị nào mình lấy mẫu này là gì, size S em không có rồi chị ơi, em có size M trở lên á. Rồi chị lấy size M không? Thật ra cái đầm em đang mặc size M nè. Nếu mà chị ưng thì em nhường chị cái size M này luôn. Đó, em cao 1m62, nặng 47kg và eo của em là 62. Em mặc size M, thật ra là size M thì tất nhiên em sẽ đầm size M bên em eo 72, nhiều khi em sẽ mặc rộng. Nhưng mà với cái form này nè, mặc rộng không sao, mặc rộng vẫn đẹp. Cái form này nó rất dễ mặc nha, không nhất thiết cái chị phải cần phải mặc ôm sát vô eo đâu. Cái form này rộng rộng ra vẫn đẹp và vẫn xinh và thoải mái cho mình nữa. Thì để em nhập trước cái size M nha, nếu mà mình ưng thì mình đặt. Rồi đầm này em sale là 169k nha. Dạ, đây 48kg mặc size M được các chị. Đây em 47kg nè, em cao 1m62 mặc size M nè. Đầm em đâu, em còn em mới nhập một cái size M đó, chị nào vừa size M thì mình đặt nha. Rồi đầm này là 1224. 1224 sale giá là 169k mẫu này. 1224 sale giá 169k. Rồi trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa nha. 40kg đến 65kg là vừa, ai lấy mẫu này nhanh tay là 1224169. Chị Nguyễn Hương em chốt cho chị 1224 sale giá 169 nè. Rồi ok chị Thanh Trần em lên đơn luôn. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ luôn. Làm mã hàng nè. Với số điện thoại em chốt sale liền chia like cho cả nhà mình luôn. 1224 và kèm số điện thoại ở đây, form xe dài qua gối nha. Xe rộng cho các chị mình luôn. Trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Ok chị Khánh Ngọc em chốt này, chị Mỹ Trương ok nha. Rồi các chị ơi, bật mí cho nhà mình luôn là đầm này em có hai màu, em có cái tím nữa, nhưng mà tím là em hôm nay là em còn có size XL 2X thôi, nên là em phải mặc luôn cái size 2X luôn rồi, nó hơi to nha các chị nhìn đỡ. Đây chờ em một xíu mặc lên cho cả nhà xem một tím luôn. Tím với mã sản phẩm là 1223. Cái này nó có hai màu. Đây 1, 2, 3, chị nào thích tím mình lấy luôn cho em mẫu này. 52kg hả chị? Mình quan trọng là vòng eo của mình nữa. Tại vì cô Thanh Tần, cô 52kg hả cô, quan trọng là vòng eo của mình, với lại mình cho con thêm cái chiều cao cô nha.
Tại vì 52 kg là đang trong nằm trong hai size đó luôn, là có thể là vừa mặc size M được mà vừa mặc size L được luôn cô. Vừa mặc size M vừa mặc size L được luôn. Là nếu mà mình muốn chính xác hơn mình cũng có thể là cho con thêm cái số đo. Rồi đầm con đang mặc đây, đầm em đang mặc trên người đây là 1 2 2 3. Còn hai size nha cả nhà ơi. Còn hai size thôi, đó là size XL với size 2X. Và mẫu này em sẽ sale cho cả nhà nha. 169 luôn ạ, à, màu tím. Màu tím nha, rồi hoa trắng cho các chị đây, hoa cúc họa mi trắng, cổ phối ren cho mình ha. Mẫu này em sale là 169k. Mã sản phẩm là DA1223. Mã sản phẩm là DA1223 cả nhà ơi, sale giá 169k. 169k thôi cả nhà, hai size cuối cùng, XL với lại 2X. À 1m55 vậy là mặc size L cô Thanh Toàn nhá. À, mình mặc size L. Rồi bây giờ cả nhà ơi, đầm em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm là DA1223 và giá ngày hôm nay em sẽ sale cho nhà mình luôn 169k đầm em đang mặc nha. Xả luôn 169, nó giống như cái đầm màu đen kia, nó khác màu thôi nên em sẽ like nhanh luôn mẫu này nha. 169k mẫu đầm này, mã là 1223 nha. Rồi tiếp tục em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nữa đây. Tiếp tục em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu khác nha. Chị nào mình ưng mẫu nào cứ lên đơn liền dùm em ngay lúc này luôn, để em chốt đơn hàng cho nhà mình ạ. Rồi cả nhà ơi, em lên mẫu này nha. Các chị ơi tiếp tục lên 99k nè. Tiếp tục em sẽ lên 99k. Rồi 99k mẫu này em có size XL. Đợt nào hôm nay là sao mà em nãy giờ em like toàn là size size lớn không ha, chưa có size nhỏ nữa. Đợi em xíu tí nữa em có cái mẫu nào size nhỏ em lên. Rồi các chị ơi, đầm này của em giá 99k, chia sẻ chưa cả nhà? Chia sẻ chưa cả nhà ơi, áp dụng cho chị nào có chia sẻ mới chốt nha, chứ là lỗ vốn rồi các chị ơi. Rồi đầm này của em, đầm này của em với giá chỉ có là 99k mà thôi. Mẫu này em còn size XL, các chị eo mình tầm khoảng là 78. Eo 78 chịu xuống mặc vừa, von này von tơ, hai lớp cho cả nhà mình luôn. Rồi đầm này à, để xem có túi không, có túi luôn nha cả nhà ơi, có túi hai bên luôn. Trời ơi, đầm này 99k. 99k nhớ là chị nào mà 99k là áp dụng cho chia sẻ nè. Thứ hai là gộp đơn nha, em sẽ giữ đơn của mình 99k này, rồi tí nữa các chị xem có mẫu nào mình ưng nữa không thì mình đặt thêm để em gộp đơn giao một lần. Chị Hồng Nguyên ơi, 99k là phải có chia sẻ cơ. Em thấy mình comment chưa có hiện lên huy hiệu người chia sẻ nè. Rồi, ai chia sẻ mới chốt nha. Đầm này size XL cả nhà ơi, 60 kg trở xuống vừa. 60 kg trở xuống vừa, giá 99k, đầm von tơ, trời ơi nó mát lắm luôn các chị. À khoan, chưa báo giá, à chưa báo giá cho mấy bạn chốt nữa nè. Để em báo giá luôn nha. Rồi đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy đặt liền mã sản phẩm là 1046. 1046 giá 99k nha. 99k đầm em đang mặc, mã sản phẩm 1046 giá 99k. Ơn mẫu này các chị lên đơn liền nha. 99k rồi, cho ai chia sẻ em chốt nha, size XL. Size XL. Rồi tiếp tục em qua thêm cho mình một cái đầm khác. Rồi chị nào mình ưng mẫu nào nhanh tay lên đơn hàng thì giùm em. Comment mã với số điện thoại em chốt sale nha. Rồi nãy các chị kêu lên đầm sơ mi đúng không? Tiếp tục lên đầm sơ mi cho nhà mình đây với mã sản phẩm là DA1207. DA1207 nha. Đầm này của em sẽ có cho mình là đủ size nè, ML, XL và 2X nè. ML, XL và 2X, các chị chăm tầm từ 40 kg đến 65 kg là vừa. Mã sản phẩm là DA1207. Đủ size nha các chị. 1207 em có đủ size trong tầm từ 40 kg đến 65 kg là vừa. Đầm xanh đen, chị Dung Nguyễn ơi, comment là phải có mã với các số điện thoại với lên đơn được, với lại 99k là áp dụng cho ai chia sẻ nha chị nha. Đó nên là cố gắng mình chia sẻ la luôn. Rồi đầm này của em là có túi hai bên, cổ là cổ sơ mi nè, dây khóa kéo phía đằng sau nè. Vải này là vải lụa mango nha cả nhà, có co giãn nhẹ cho các chị mình luôn. Đầm em đang mặc đây là DA1207. 1207 ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình nè.
1207 này em sẽ sale cho cả nhà mình luôn. Chỉ có giá là 199.000 đồng mẫu đầm này. 199k đầm em đang mặc trên người nha. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. DA1207 và kèm chơi sinh hỏi luôn. 1207 và kẹt xin thoại em sale 199. Đầm sẽ có túi hai bên. Đầm này chỉ cần may một lớp, không cần may hai lớp luôn. Vậy này chất của nó là chất lụa mango cho cả nhà mình nha. Phong cổ sơ mi rất là đẹp luôn. Rồi mẫu này em sẽ sale cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá là 199k. 199k cả nhà ơi, chị nào ưng đặt liền giùm em. Em trước đơn nha, 1207. 1207 và kèm chơi xin thoại ạ. 1207 và kèm xin thoại em chút sale luôn trên line. Với giá chỉ có là 199 đầm đen hả chị? Đầm đen em cũng sẽ có đầm đen chị nha. Đầm đen em có, mấy cái mẫu đầm body á các chị, màu đen. Rồi đầm em đang mặc trên người đây là DA1207. Dạ size 2X hả chị? L84 hoặc là nếu mà thầm L84 hoặc là L85. Coi giãn băng chèn xíu thì tầm L86 mình cũng có thể mặc được 2X nha chị Phương Hồng nha. Rồi đầm em đang mặc đây là DA1207. Và giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn, chỉ có là 199k thôi nha. Rồi 1m43 40kg, dạ em có size chị ơi, mình yên tâm nha. Rồi đầm em đang mặc đây là 1207 nè. 1207 em sale liền trên line này cho cả nhà. Chỉ có là 199.000 đồng ạ. Ok chị Nhân Phạm em lên đơn hàng cho chị luôn nha. Rồi ok chị Học Châu em chốt đơn hàng cho chị Nguyễn Minh ok nè. 1207 và kèm sinh hoạt. 1207 và kèm sinh hoạt 199 chị Vân Hằng em chốt 1207. Đầm này á bình thường các chị mua là 299k không ạ. À? Mà hôm nay sale còn có 199 là các chị rất là rẻ luôn đó. Thì chị nào mình ưng đặt liền dùm em ngay lúc này nha, để em chốt sale cho mình luôn. Mã này là 1207, giá em sale chỉ có 199 mà thôi. Ok cô Thanh Toàn, con chúc cô nè, 1207 sale luôn. Rồi bây giờ cả nhà ơi, chị nào ưng mẫu này đặt liền nha. Cái màu này đẹp nè, vải mềm êm mát đó, túi nữa nè. Bình thường là đầm sơ mi này là 299 đó, mà hôm nay em sale còn có 199 thôi, rất là rẻ nha cả nhà. Rồi chị nào mình ưng đặt liền giùm em 1207 và kèm điện thoại cho em nha, 199k. Rồi tiếp tục em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Rồi em một chút xíu nha, em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác. Ai lấy mẫu nào các chị cứ đặt hàng liền giùm em, mã với điện thoại nha. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm form suông và giá cực kỳ sốc luôn nha cả nhà. Đây DA1241 mẫu đầm này em sẽ có cho mình đủ size 1241. À quên nữa, chưa mặc đầm đen nữa, thôi để em mặc đầm này xong rồi em lên đầm màu đen nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm là DA1241 nha cả nhà. Và vải này là chất lụa hàn nè các chị. Rồi nó sẽ mềm êm và thoải mái, form suông và em vẫn là sẽ có chiếc eo nhẹ nên các chị mặc lên gọn người nha. Sẽ có túi luôn nha các chị. Rồi các chị ơi, mình nghe giá hôm nay là đặc biệt giá cực rẻ cực sốc luôn. À cô tặng 20 tháng 10 cho cháu gái. Dạ rồi ok cô Thanh Toàn nha. Vậy là cái size đó là có size luôn cô Thanh Toàn nha. Rồi mẫu này của em đây. Mẫu này của em đây là DA1241. Và hôm nay sẽ sale cho cả nhà mình chỉ còn có là 149.000 đồng luôn các chị ơi. 149k mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền cho em nha. Cái tông màu vàng này các chị mặc lên da trắng bóc luôn nè các chị. Và phong suông thì các chị mặc rất thoải mái nha. Và có túi hai bên cho mình ở đây. Mẫu em đang mặc trên người đây là DA1241. Ngày hôm nay em đặc biệt sale cực rẻ trong line này là 149.000 đồng để lấy tương tác. Chị nào mà mình ưng mẫu này nhớ nhanh tay lên đơn hàng sớm giùm em 1241 và kèm theo điện thoại nha. 1241 và kèm điện thoại sale ngay lúc này cho cả nhà mình chỉ có giá là 149.000 đồng. Đầm này mà bình thường các chị mua 249k, hôm nay em đặc biệt sale luôn giảm 100.000 đồng so với giá bình thường, là chỉ còn có 149k mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền cho em ngay bây giờ nha. DA1241 và kèm cho xin hỏi nè.
1241 và kèm theo số điện thoại sale giá chỉ có 149. Đầm sẽ có túi hai bên, dây khóa kéo phía đằng sau cho các chị mình nha. Rồi từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là vừa. Mã sản phẩm này của em là 1241, giả mẫu này không kèm lót, nói chung là lụa hàng, lụa mango nè. Là thường là em sẽ may là một lớp cho mình, không cần may hai lớp luôn. Tại vì vải này nó vẫn sẽ đảm bảo lên cho mình là lên form chuẩn, không có độ xuyên thấu nha. Và mình mặc thì cái mặt trong nó rất là êm và mát đi, chỉ cần may một lớp thôi. Rồi ok chị Thủy Cát, em nên đơn hàng cho chị luôn nha. 1241 ok chị tha phạm em sale 149 nè. 149k mẫu đầm này. 1241 ok chị Phạm Hương, em nên đơn hàng 149k thôi cả nhà ơi. Chị nào ưng đặt liền giùm em nha. 149k mẫu đầm này rồi, chị nào mình lấy tranh thủ đặt hàng sớm giùm em nhanh tay nào cả nhà. Mình để lại đúng cú pháp là mã với điện thoại. Dạ vải này là vải lụa hàng nha cả nhà. Chất này là chất lụa hàng nha các chị. Chất lụa hàng nha, đem test vải cho mình xem sẽ có độ co giãn nhẹ cho mình như thế này đây. Và vải này êm mềm mịn mát thoải mái nha, có túi hai bên luôn. Và phong suông em có chiếc eo nhẹ cho cả nhà mình nha. Đó. Rồi mẫu này em chốt sơ luôn 149.000 đồng thôi. 149k mẫu đầm này thôi cả nhà ơi. Đây dây khóa kéo đằng sau. Ai ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn liền giùm em. 1241 nè. Ok chị Tuyết Lành, em chốt cho chị nè. 1241 nè. 149k đầm em đang mặc nha. Rồi có chị nào mình lấy mẫu đầm này đặt hàng sớm giùm em ạ. À? Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Comment là mã hàng với số điện thoại em chốt sale nha. Rồi giá em sale luôn cho mình chỉ có 149k thôi nha cả nhà. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em nha. Ok chị Liễu Hoàng, em chúc 1241 sale 149. Thực sự chưa bao giờ mà có đợt nào mà cái 1241 này mà có giá rẻ sốc như thế này luôn các chị. Có 149k thôi. Nếu mà chị nào ưng thì cố gắng lên đơn liền giùm em ạ. À. Ok chị Vương Huỳnh Mai, em lên đơn nè. 1241 149k nha. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay đặt liền ạ. À. Em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu khác nha. Chị nào mình thích mẫu nào cứ đặt hàng sớm giùm em. Rồi bây giờ màu đen đúng không? Bây giờ em sẽ lên cho mình. Ôi mà cái đây. Lên cho mình một cái mẫu đầm Omori này. Các chị ơi vừa lưu giúp em nha, những cái mẫu mà Omori ánh kim gì đó là bên em bán rất là chạy. Vừa rồi em may là có hai mẫu kia là em bị cháy hàng luôn rồi đó. May mắn là đợt này em mới may thêm cho mình một mẫu nữa nè. Đây. Em mới là mới may thêm cho mình một mẫu nữa. Đây để em mặc lên cho các chị mình xem. Đầm này là chất liệu là thun ánh kim cho các chị nha, hàng cao cấp vải đẹp luôn. Đây là DA1000, thiết kế là cổ độ nha cả nhà. Thiết kế cổ độ cho mình nè, sang lắm luôn á. Rồi 1000 ngày hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn. Chỉ có 299k. Đây là cái mẫu mà bên em mới may và mới ra mắt luôn cho cả nhà mình đây. Vừa rồi là tại vì đầm body bán nhanh quá, bán cháy hàng quá mà em hết vải rồi. May mắn là nhập được cái lô vải này đẹp quá nè. May cho mình thêm một cái form đầm ôm body nữa. Chất vải của nó là thun ánh kim nha. Đại loại là nôm na là thun ánh kim đi cho các chị dễ tưởng tượng đi. Để cho mình dễ hình dung. Cái vải nó sẽ có dẻ nè và nó có cái độ lấp lánh nha. Yên tâm cho em là cái này cào không có bị bung chóc kim tuyến gì đâu nha cả nhà. Rồi cổ độ cho mình đây ạ, à, cổ độ nha. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền dùm em. Em chốt sale liền trên line này cho các chị giá chỉ có 299k. Rất là sang. Rất là sang luôn cả nhà ơi cái mẫu này à. Em xem coi chị nào mà thích trẻ trung hơn các chị mặc lật vai. Chị nào thích trẻ trung hơn các chị mặc lật vai cũng rất là đẹp. Đó, còn không thì các chị có thể mặc cổ độ cho em luôn. Dạ, 124 em sale chỉ có là 169k thôi chị viên đá nhỏ nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, giá em sale cho cả nhà mình chỉ có là 299. Mã này là 1000 nha. Những cái mẫu body này các chị cố gắng đặt liền chứ bữa giờ là em thấy rất là chạy, rất là hot luôn đó. Em vừa rồi em may hai mẫu kia mà hết hàng luôn rồi đó cả nhà. Rồi phía đằng sau là dây khóa kéo nè, form lên là chuẩn form và có xẻ tà cho mình nè ha. Mẫu này là các chị trẻ tuổi cũng mặc được và các cô trung tuổi cũng mặc được cho em nha. Rồi giá em sale cho cả nhà mình luôn chỉ có là 299k. 299k mẫu này em lại gần cho mình xem cái chất nha. Đây 1000 của cả nhà đây, đẹp lắm luôn á. Cái này nhìn bên ngoài còn mê hơn là trên line nữa. Chất nó ống nè mà nó sang vô cùng. Cái này đi tiệc là hết sảy luôn. Đầm này chỉ có 299k thôi nha cả nhà. Mã này là DA1000. 1000 và kèm cho em số điện thoại luôn nha. Lên đơn liền nha cả nhà. Em chốt sale nè, chỉ có giá là 299k đầm em đang mặc trên người.
299k mẫu đầm em đang mặc trên người từ 40kg đến 65kg là vừa. 1000 nha cả nhà ơi. 1000 và kèm xíu hỏi DA 1000 đó cả nhà, mình ghi DA 1000 đó. Rồi đầm này em sale luôn cho mình giá chỉ có là 299.000 đồng. Vải form là form chuẩn form và nó có co giãn. Ở cái phần eo này có đường may nhưng vẫn là sẽ có co giãn nha cả nhà, chứ nó không hạn chế độ co giãn của chất vải đâu. Ok chị Mỹ Thanh em chúc 1000 cho chị nè. Chị Nguyễn Hồng em chúc 1000 nè. Chỉ có giá là 299k thôi. 299k mẫu đầm này thôi ạ. Nhanh tay nha cả nhà. Ok chị Thoa Phạm giúp 1241 cho chị size XL nha. Rồi đầm này chị nào mình lấy đặt liền giùm em 1000 và kèm số điện thoại thiết kế là form này form cổ đổ. Rồi cái chị mà mình thích mà mặc mà nó tại điểm nhấn hơn thì cái chị có thể mặc lật vai. Còn không chị nào thích kín đáo thì các chị có thể mặc cổ đổ như thế này cũng rất là đẹp nha. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho mình luôn, chỉ có giá là 299k nè. Em cảm ơn chị Ngọc Nga Nguyễn. Và các chị yên tâm đi, đã đến với shop em rồi thì yên tâm, các chị thấy mặc like sao. Nhiều khi các chị nhận được hàng còn mặc đẹp hơn em nữa. Đó, tại vì thường bên em may form đầm á là đa số là sẽ là không có kén dáng đâu. Lâu lâu thì lên body thì nhiều khi có chị thì kén dáng, chứ mà thường thường đa số em may những cái form kia kìa, form sẽ rất là dễ mặc cho cả nhà nha. Rồi đầm này cũng được cái là nó có co giãn cho mình. Và với cái tông màu đen như thế này, nhiều khi là chị nào mình có hơi có bụng đi thì mẫu này nó cũng sẽ mặc là nó sẽ cũng che giấu khuyết điểm cho mình hơn là những cái tông màu sáng ha cả nhà ha. Đó, lấp lánh rất là đẹp luôn. Rồi mẫu này nó sẽ sale, mẫu này em sẽ sale cho mình luôn, chỉ có 299 nha. Ok chị Tích Nhi nha. Ok chị Tích Nhi em chốt 1000 nè. Giá sale là 299k. 299k nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu khác cho cả nhà luôn nha. Rồi đợi em một chút xíu nha. Em qua mẫu đầm này. Em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm với chất vải của nó là chất thun 3D nha cả nhà. Chất thun 3D cho các chị. Mẫu tiếp theo là DA 1257 1257 thun 3D. Rồi sale rẻ lắm các chị ơi. Đợt này chứ hàng mới chứ sale toàn là sale shop không à. Giá cực rẻ không à. Đây 1257. Đợt này có 199 đấy cả nhà. Hôm nay sale có 199k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em nha. 1257 sale giá là 199k đầm này. Chất của nó là chất thun 3D. Cái này nó có túi nha cả nhà. Rồi cái này nó có co giãn nè, đó, co giãn nhẹ cho các chị. Rồi 40kg đến 65kg vừa, nói chung là co giãn cũng tương đối đấy chứ không phải co giãn ít đâu nha các chị. Đó, thiết kế là cổ tròn tay ngắn nè, ở phần eo sẽ nhấn một đường eo nè ha. Rồi phía đằng sau của nó đây, cái mẫu này là vì co giãn là nhiều rồi nên là các chị mặc là bên em may là mặc này các chị mặc tròn vô luôn nha, không cần phải khóa kéo luôn. Để cái phần cổ này, phần tay gì đó nó đều là sẽ có co giãn cho các chị. Chất vải của nó là chất thun 3D nha cả nhà. Mã này của em là 1257 nha, sale giá 199.000 đồng. 199k mẫu đầm này, chị nào lấy lên đơn hàng liền giùm em 1257 và kèm số điện thoại cho em nha. 1257 sale giá 199k mẫu đầm này. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, comment cho em là mã với số điện thoại cho em nhé. 1257 em đang có cho mình là đủ size. Em đang có cho mình là đủ size. Thôi rồi, cái này hôm nay em sale đặc biệt luôn nha các chị ơi. Em mới thấy có thông báo mẫu này là lên chương trình sale đặc biệt để tương tác luôn. Các chị ơi, mình nghe giá lại nha. Đầm này hôm nay 1257 này, em sẽ sale thêm cho mình một nấc nữa được không? À, chú Mèo Cưng đâu rồi hả chị? Để bữa sau em like, em mang nó qua cho cả nhà nha. Rồi, đầm em đang mặc trên người đây là DA 1257. Em sẽ sale luôn 179.000 đồng. Nhớ là chia sẻ dùm em nha. Cái này em sẽ sale để lấy lượt chia sẻ luôn 179k, để đổi lấy lượt chia sẻ nha các chị. Trời ơi các chị ơi, em sale cái này em cũng suy nghĩ dữ lắm luôn á. Một cái đầm mới mà em sale 179 luôn nè.
không biết là sale cái này là thật sự là sale cũng hơi bị hố rồi đó, 179 cao cái đầm mới. Bây giờ các chị nhớ chia sẻ nha và đặt liền nha. Em chốt trong tối nay nha, em chốt trong tối nay một ngày thôi. Giá 179k luôn. Cực kỳ rẻ. 179k tin nổi hay không các chị? DA1257 và kèm số điện thoại liền cho em nha. Trong ngày hôm nay thôi. Đó, em chốt luôn 179k. Chưa bao giờ có giá rẻ như ngày hôm nay. Thôi ôi các chị nào bỏ lỡ live stream này cực tiếc luôn. Có túi nha các chị. Và bạn là chích thun 3D, có co giãn nha các chị, có co giãn cho mình luôn. Rồi 40kg đến tầm 65kg là vừa. Mã sản phẩm 1257. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà, chỉ có 179.000 đồng. 179k đầm em đang mặc trên người chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay lúc này cho em nha. DA1257 và kèm số điện thoại nào. 1257 và kèm số điện thoại, giá rẻ bất ngờ trên like luôn. 179.000 đồng rồi, lên đơn liền nha cả nhà ơi. Ok chị Linh Linh, em chúc cho chị nè 1257 nè. Chị Minh Trân chúc 1257 cho chị nè. Chị có giá là 179k. Hôm nay em chốt giá đặc biệt nha, còn lại là hết chương trình xem tăng lại giá đó. Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị lên đơn liền dùng em luôn. 1257 và kèm trên số điện thoại nha cả nhà. 1257 ok chị Nguyễn Huy, em chốt nè, sale 179. 1257 cho chị Thảo Lê, sale giá 179. Hôm nay là riêng trong live này là em sale lấy lượt chia sẻ, lượt tương tác nên mình được mua một cái giá phải nói là sập sàn luôn các chị ơi. Sập sàn luôn. Chưa bao giờ mà rẻ như ngày hôm nay. DA1257 một cái mẫu mới, đủ hàng đủ size, mà em sẽ có 179k thôi nha. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay đặt tiền giùm em. 1257 và kèm kèm số điện thoại nha. 1257 và kèm số điện thoại em chốt ngay bây giờ cho cả nhà. Chỉ có giá là 179k đầm em đang mặc trên người. Quá rẻ luôn, chị nào ưng đặt liền ngay bây giờ em chịu hàng nào. Chất vải của nó là chất thun 3D nha chị ơi. Thun 3D thì mình mặc nó mát nè, nó êm nè và nó có co giãn thoải mái cho mình. Chị trang bị ok, em chốt đơn hàng cho chị nè. 1257 nha. Có túi luôn nè cả nhà. Đây có túi hai bên. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Nếu mà size M thì eo mình 72 đến 73, size L là eo 75 đến 76, XL eo 78 đến 79 và 2X là eo 84 đến 85 chịu xuống vừa. 1257 sale luôn, chỉ còn có giá 179.000 đồng. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng liền giùm em ngay lúc này nha, để em chốt sale luôn cho mình nè. Quá rẻ cả nhà ơi. Chưa có hôm nào mà giá rẻ như hôm nay hết trơn á. 1257 nhanh tay đặt liền hết chương trình sale này, em tăng lại giá nha. 179k là giá đặc biệt duy nhất ngày hôm nay. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em. 1257 nè cả nhà. Ok chị Diệu Hiền em chúc 1257 nè. Chị Nguyễn Mai em chúc 1257 cho chị nè. Chị có giá là 179k đầm em đang mặc trên người. 179k mẫu đầm em đang mặc trên người, từ 40kg đến 65kg là vừa nha. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay lên đơn hàng sớm giùm em. Comment là mã với điện thoại nào. Ok chị Thanh Thảo chúc cho chị 1257 nè. 179.000 đồng rồi, chị nào mình ưng đặt hàng ngay lúc này cho em nha. Chị nào lấy mẫu này các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn là mã hàng nè. Với số điện thoại em chốt sale luôn ạ. 179k đầm này. DA1257 và kèm trên số điện thoại nha. 1257 kèm số điện thoại sale giá 179k. Ok chị Bạch Linh em chốt cho chị 1257 nè. Chị Nguyễn Nhung 1257 em lên đơn hàng cho chị nè. 179k rẻ ơi là rẻ luôn. Rồi chất này á, cái chị mặc nó êm, nó mềm, nó mát và nó sẽ có co giãn cho mình là 4 chiều. Vải này thì các chị yên tâm là không có bị nhăn nhầu gì hết nha. Rồi ở phần eo em sẽ hạ eo rơ vào đúng phần nhỏ nhất của mình rồi, và từ đây nó sẽ xòe nhẹ xuống và mặc rất là gọn người nha. Có túi hai bên luôn. 1257 sale ngày hôm nay 179k mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu đầm này lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em nha. Lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em nào, để em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. 1257 nè, ok chị Nguyễn Thanh em lên đơn hàng cho chị nè, sale giá 179. 1257 ok chị Ngọc Nhung sale giá 179. 179 thôi nha cả nhà ơi, đầm em đang mặc trên người giá cực kỳ sốc luôn. Ở đây á là em cao 1m62, em nặng là 47kg, form mặc size M và form này dài qua gối như thế này nha. Nó vừa phải, nó dễ mặc cho cả nhà, không có kén dáng đâu cả nhà ơi. Rồi chị nào mình ưng đặt liền nha, 1257 nè. Ok chị Nguyễn Mai chốt 1257 nè. 179 thôi nha.
179 ngàn mẫu đầm này, giá hôm nay cực rẻ. Hết chương trình sale này em tăng lại, nên là chị nào muốn săn giá rẻ mình đặt ngay lúc này cho em luôn. 1257 và kèm số điện thoại 179k cả nhà ơi. Ơn mẫu này các chị lên đơn liền dùm em nha. Rồi bây giờ em chuẩn bị qua mẫu khác. Giờ đặt thêm nữa. Hôm qua hả chị? Rồi ok chị Mỹ Thanh nha. Chị lấy mẫu nào vậy chị ơi, mình comment cho em để mấy bạn lên đơn nha. Rồi rồi em vài giây em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác nữa đây ạ. Chị nào mình thích mẫu nào đặt hàng sớm giùm em, comment đã với số điện thoại em chốt sale nha. Mẫu tiếp theo là DA1286 1286 chất vải lụa Nhật nè. 1286 chất vải lụa Nhật này, các chị mặc nó mát rượi rượi luôn. Đây 1286. Đầm này em sẽ có cho mình là đủ size ML, XL và 2X form này, lên chuẩn form lắm, mặc gọn người mà. Cái mẫu này là trẻ tuổi mặc cũng được và trung tuổi mặc cũng được hết nha cả nhà ơi. Form này lên rất là đẹp luôn. Rồi giá hôm nay em sale cho cả nhà mình là chỉ có giá là 249.000 đồng. Đầm này mà bình thường các chị mua là 299k cơ, nhưng hôm nay là sale đặc biệt ở trên live thì sẽ được giảm thêm 50.000 đồng nữa so với giá bán bình thường. Bây giờ mình mua chỉ có giá là 249k thôi nha cả nhà. Mã sản phẩm là DA1286. DA1286 nha. Chị nào mình lấy nhanh tay đặt liền giùm em 1286 và kèm cho em số điện thoại luôn cả nhà ơi. 1286 em chốt sale ngay lúc này cho các chị với giá chỉ có là 249k đồng em đang mặc trên người. 249.000 đồng nha. Ai lấy mẫu này thì các chị comment liền giùm em ngay bây giờ luôn để em chịu hàng cho mình ạ. 1286. 1286 và kèm số điện thoại em chốt luôn 249k mẫu đồng này. 249k, chị nào mình thích mẫu đầm này đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. Ok này, chị Thanh Châu em lên đơn hàng cho chị luôn. 1286 giá em sale trên line này cho mình 1249. 249k nhạt lụa Nhật này, cái chị mặc nó mát nè. Với đầm này là mình mặc là nó có túi hai bên nên cũng tiện. Với lại là ở đây phần eo nè, xẻ hạ eo rơi vào đúng phần nhỏ nhất rồi. Từ đây thì xẻ nhẹ ra che bụng cho mình ha, che bụng cho mình tốt luôn. Cổ tròn và cái phần tay này, các chị dùng em cái tay này xinh lắm. Tay này nó có bo chung nè, dễ thương chưa. Cái chất này mặc mướt mà mượt luôn á chị ơi, bao viền. Đây là DA1286. Đây em mặc sale da vậy nha cả nhà. Này em đủ size ML, XL, 2X cho cả nhà. Đầm em sale hôm nay cho các chị chỉ có 249 thôi. Rồi chị nào mình lấy đặt liền dùm em nhé. 1286. 1286 chốt giá chỉ có là 249.000 thôi. 249.000 đồng mẫu đầm em đang mặc nha. Lên đơn liền dùm em ngay bây giờ, em trừ hàng trừ size cho mình ạ. 1286 và kèm số điện thoại. 1286 kèm số điện thoại sale giá 249.000 thôi nha. Nhanh tay ạ. Ok chị Thanh 10 em chốt cho chị nè. 249k đầm này. Ai ưng mẫu này các chị đặt hàng sớm dùm em. Comment cho em là mã của số điện thoại liền em chốt nha. Ở đây em KM62 form này sẽ dài tầm ngang bắp ngang đầu gối. Đó, dễ mặc ha. Đó, cái chị mình chiều cao đặc biệt chị nào tầm 4 mấy, 1m4 mấy 50, chọn ngay mẫu này mặc không có sợ vì dài nè. Ok chị Phương Thảo lên đơn hàng cho chị nè. Ok chị Chi Lê em chốt cho chị nè 1286 nè. Giá em sale luôn là 249.000 đồng. 249.000 đồng chốt duy nhất ở trên line này nha. Lụa Nhật mềm mịn êm, mặc rất là dễ chịu luôn đó. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu khác nha. Em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em ạ. Chị nào lấy mẫu nào nhớ đặt hàng sớm em chịu hàng. À bây giờ nha các chị, em sẽ lên cho mình 79k luôn. Nãy em có nói nè, em sẽ lên cho mình một cái sản phẩm giá 79k cho cả nhà mình luôn nha. 1239 giá là 79k. 1239. Đầm này em sẽ có cho mình là 4 size ML là 2X luôn. Các chị ơi 79k phải là chỉ còn một bộ hay là hai bộ đâu. Mà cái này của em là có cho mình là đủ size luôn á. Cái này em có cho mình đủ size luôn á cả nhà ơi. Rồi hôm nay
À gót chân hả chị? Gót chân à, hôm nay thì em chưa có làm già tới gót chân rồi chị ơi, chắc là mình đợi em sắp tới thôi nha. Sắp tới nha cả nhà. Đầm em đang mặc trên người đây là DA 1239. 1239 rồi, sale liền trên line này cho cả nhà. 79.000 đồng, tin không nổ luôn các chị ơi, cái giá này em sẽ lỗ. Cái thật sự luôn á, nói ra cái giá là phải 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 nó là lấy can đảm dữ lắm nói được cái giá này. 79k bộ này mà đủ size, có số lượng cho các chị mình luôn. Cứ chia sẻ là có đơn, cứ chia sẻ là có đơn. 79k, tin nổi hay không các chị? Vải này là chất tơ lụa, nó mềm, nó mát, nó không nhăn nhầu cho các chị mình luôn. Giá mà bình thường các chị mua bộ này là 229k. Ai mua rồi mình biết mà. Ngày hôm nay mình săn được cái đầm này, đồ bộ này chỉ có 79k, thực sự là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như chị nào ưng mình lên đơn liền. Hết chương trình sale này, tại shop hay ngoài là em không áp dụng giá này đâu. Em chỉ chốt giá này trên line này thôi. 79k, mã sản phẩm 1239. Nhanh tay nha cả nhà. Từ 40 kg đến tầm 65 kg là mình mặc vừa luôn ạ. Đây, quần là có lưng thun nha các chị. Quần là sẽ có lưng thun cho mình. Rồi có túi hai bên nè. À, đã, có túi hai bên luôn. Form áo thoải mái dễ chịu luôn. Mẫu này em sale cho mình 79k. Nói chung là đồ bộ này á, với cái chất vải này thì thôi rồi, các chị mặc cho em cả ngày nha. Mềm êm, mát mẻ, mát lạnh luôn. Mà không có bị nhăn nhầu, dễ chịu lắm luôn nha cả nhà. Mẫu này là các chị riêng ở tại shop em thôi, là các bạn nhân viên là mấy bạn là cũng mua cho người thân nè, mấy bạn rất nhiều. Thậm chí các chị biết là đầm đồ bộ này á thì thường á là bên em bán là cho phân khúc đầm trung đồ trung niên mà tuổi trung niên à, nhưng mà thật sự mấy bạn thấy cái vải này nó mát quá. Mấy bạn thấy mẫu này vải nó mát quá, đẹp quá và rất mặc rất là thoải mái. Nên là có những mấy có các bạn trẻ tuổi nhưng mà mấy bạn cũng là hốt ngay bộ này về mặc luôn cả nhà. Là hôm nay phải nói là quá rẻ các chị ơi, 79k bộ này thôi. Nên là các chị nếu mà ai ưng mình lên đơn liền nha cả nhà, thoải mái vô cùng luôn. Thoải mái vô cùng luôn, có 79k bộ này, mã sản phẩm là DA 1239. DA 1239 nha, chị nào lấy lên đơn liền giùm em. 1239 và kèm trên điện thoại em chịu hàng nha. Nhanh tay nha cả nhà. Ok chị Diệu Cam lên đơn nè, 1239 nè, 79k. 79 thôi nha cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này đặt liền giùm em là quá rẻ các chị ơi, mình không có nghe nhầm giá đâu. 79 chỉ cần chia sẻ và đặt hàng là em chốt luôn giá này đó các chị ơi. Em không nói xạo với chị đâu, là 79k thôi đó. Rồi ok này, chị Tam Quang nè, 1239 nè, nhớ chia sẻ like giùm em luôn nha chị nha. 1239 cho chị Diễm Huỳnh nè. Có 79 ngàn thôi, giá này là em sao lỗ mà em lời ở lượt chia sẻ mà thôi, nên là các chị nhớ chia sẻ giùm em. Ok chị Diễm Huỳnh là 1286 luôn. Các chị ơi nhớ chia sẻ nha. Bộ này em sale có 79k thôi. Nãy giờ chị nào săn đầm 99 chưa được thì săn ngay bộ này có 79 ngàn thôi. Rất là rẻ luôn. Và em sale là em sale lỗ chứ không phải lời. Hoàn toàn hòa vốn là không có hòa được luôn rồi đó. Mà lỗ luôn, chỉ có lời lượt chia sẻ thôi. Riêng cái mẫu này là dành ra là chiến dịch là sale và để lấy lượt tương tác, lượt chia sẻ, lượt theo dõi để tìm kiếm nguồn khách hàng mới. Nên với cái giá này thì thật sự các chị nhanh tay hốt liền mua cho người thân mình, mua cho mình rồi cho người thân bạn bè mình, mỗi người một bộ có 79 ngàn một bộ thôi nha. Dạ 70 kg không vừa phải này, là chất tôn lụa và các chị ơi em nhấn mạnh nha. Chất này là không nhanh. Nhá chị, nhiều khi các chị mình nghe cái chữ tôn thôi chứ vải tôn các chị tưởng là cái vải này rất là dễ nhanh, nhưng mà đây là vải tôn lụa, là hoàn toàn là vải này không nhanh nhầu cho em nha, hoàn toàn không nhanh nhầu, các chị mặc cả ngày cũng không có nhanh. Và cái chất này mình mặc nó rất là mịn êm và mát nha, em nhấn mạnh là vải này không nhanh nha cả nhà. Rồi 79k nhưng mà vải rất đẹp luôn, mềm mịn êm và mát lạnh cho cả nhà mình luôn nha. Chất liệu vải là chất tôn lụa nha, và 40 kg đến 65 kg vừa luôn chị Thơm Nông ơi. 40 kg đến 65 kg mặc vừa mẫu đầm này, à mẫu đồ bộ này 79k là giá em sao lỗ nha, chứ không phải lời đâu. Lỗ vốn đã chia sẻ dùm em chốt nha. 79k mã 1239, 1239 kèm số điện thoại, hoàn toàn 100% là không nhanh nhầu nha. Ok chị Hồ Vi em chúc 1239 giá 79k. Ok chị Nhung Anh em chúc 1239 giá 79k. Chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em. Tính ra là cái bộ này em mang mặc á thực sự là cái size L. Bữa cái bộ size M mà tại vì bữa mà để đồ đây nhiều quá xong em kiếm không ra, xong em lấy luôn size L em khui ra mặc luôn á. Và chưa có ủi luôn á các chị ơi. Chưa có ủi luôn á. Mà không có hề bị nhanh nhầu gì hết nè. Mà 79k. Rồi chị ơi comment cho em là
À rồi, ok, 1239 là cho chị đưa lên luôn nha. 79k thôi nha cả nhà, nhớ chia sẻ giùm em. Trời ơi, các chị ơi em đau lòng quá. Sale 79k mà không ai thèm chia sẻ là em nghỉ chơi á nha. 79k là em lỗ rồi, không có lời. Hòa vốn cũng không hòa được luôn. Lỗ vốn luôn đó cả nhà. Ok chị An Nhiên là 1239 nha. Ở đây đã có nút nha. Các chị ơi nút này thì có loại là cái nút màu xanh lá, có nút thì đó màu hồng nha cả nhà. Giống thôi, nhiều khi em giao các chị lại bảo ủa em ơi chính hình nó màu nút màu hồng mà nút màu xanh chị không chịu nhận đâu, nên là em phải nhắc kỹ nha. Ở đây nha, có thể là sẽ có nút màu hồng, có nút màu xanh nha cả nhà. Rồi bây giờ 1239 79k, 79k nha cả nhà. Chị nào lấy đặt liền giùm em. 1239 ok chị Mai Mai là 79k. 1239 ok chị Nguyễn Sen 79k. 79k bộ em đang mặc nha, từ 40kg đến 65kg là vừa. Vải này mặc mát, không nhăn nhầu nha. Hôm nay sale rẻ bình thường á. Các chị ơi, bình thường mình mua bộ này là 229 không à, ai mua rồi là biết mà. Cô Thanh Toàn hồi trưa nay cô cũng nói nè, cô Thanh Toàn là cô mua là giá 229k mà đợt này có 79k cả nhà nên mua đi. Đó, nên là hôm nay các chị nào ưng thì các chị lên đơn liền, có 79k bộ này thôi, rẻ vô cùng rẻ luôn á. Nhanh tay nha cả nhà, chị Trâm ăn ok em chút nè, 1239 79k. 79k thôi nha cả nhà, chia sẻ like và đặt liền giùm em nha. Tiếp tục bây giờ sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu tiếp theo nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt liền giùm em, comment là mã với số điện thoại em chốt sale ạ. À, rồi đợi em một vài giây nhá, để em một vài giây. À đây nè, hồi trưa nay có chị kia kêu em mặc cái đầm này mà em cứ hoài không ra luôn á, đồ nhiều quá nhiều, tìm cái đầm mà đặc biệt là màu đen nó hơi khó. Đây không biết là tối nay chị đó có ở đây không nữa. Cái đầm này nè, DA1264 siêu phẩm nè. Rồi đầm này của em nha, mẫu này sẽ có cho mình là 4 size MLL 2X. Trời ơi cái đầm này các chị mặc lên một cái là sang chảnh, sang chảnh cho mình luôn. Trời ơi đẹp chưa, mà các chị mặc lên nó gọn người, nó che khuyết điểm rất là tốt. Cái tà rơi nha các chị, cái này là may liền nha, chứ không phải là một cái áo khoác rời đâu mà mặc may liền vô luôn. Có túi nha, có túi nha, hai lớp. Đây là một cái siêu phẩm may số lượng giới hạn. 1264 mẫu đầm này em sale là chỉ có 349k thôi, rất đẹp luôn. Dây khóa kéo phía đằng sau và có cái dây cột eo nữa nè. Ở đây em cao 1m62, nặng 47kg, form này sẽ dài tầm ngang bắp chân như thế này nha. Mã đầm em đang mặc đây là 1264, chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em. 1264 và kèm số điện thoại em chốt ngay lúc này cho các chị. Với giá chỉ có là 349.000. 349.000 đồng đầm em đang mặc siêu phẩm nha cả nhà ơi. Cái này các chị đứng không các chị cũng đã thấy là rất là đẹp rồi. Đặc biệt khi các chị đi cái tà váy này nè các chị. Khi mà các chị đi á là cái tà váy này nó bay bay nè. Đó, khi đi là cái tà váy nó bay bay nè, nó uyển chuyển, nó tạo cái hiệu ứng đó các chị. Nhìn là thôi là thấy cuốn mắt liền rồi. Mẫu này của em sale với giá chỉ có là 349k là quá rẻ nha. Phải mềm chất ê và mặc rất là mát luôn nha. À, muốn mua thêm bộ 1239 hả chị? Rồi ok chị Thu Hà nha, mình cứ báo bộ phận tư vấn viên dùm em nha, để mấy bạn chốt chị kèm thêm cho em số điện thoại luôn chị nha. Rồi đây 1264 em đang mặc trên người đây, giá ngày hôm nay sẽ sale cho mình chỉ có 349k thôi. Mặc cái đầm lên mà phải nói là sang chảnh, khí chất ngời ngời luôn cả nhà. Cái này đi tiệc là hết sảy luôn và gọn người lắm, che bụng, che khuyết điểm rất là tốt cho các chị mình luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa cho em nha. 1264 và kèm trên điện thoại nào, rất đẹp luôn. Chất vải bên ngoài này, chất vải chiffon nè, nó bồng bềnh, nó nhẹ nhàng nè. Rồi đó, họa tiết hoa bên trong nè. Ở bên trong này có kèm lớp lót thun cô tông nữa nha, nên mình mặc rất là êm. Và đầm này nó có túi hai bên nữa. 1264 em sale giá là 349k. 349k mẫu đầm này, nhanh tay cả nhà ơi, lên đơn hàng liền em chốt. Chỉ có 349.000 đồng mẫu đầm này thôi, mã là 1264. Ok chị Khuyên Nguyễn em chốt 1264 cho chị. Chị Nhung Trinh em chốt 1264 cho chị nè. 349k mẫu này, 349k siêu phẩm nha cả nhà. Lên đơn liền dùm em chốt đơn hàng liền trên like cho các chị mình luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu tiếp theo nha. Em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu tiếp theo. Chị nào mình thích mẫu nào cứ đặt hàng liền giùm em. Comment cho em mã với số điện thoại em chốt cho mình nha. Rồi đợi em vài giây nhá, lên thêm cho mình đây. Đầm form suông em xả hàng nè. Đầm form suông em xả hàng cho mình nè. Cái này là em xả lỗ vốn nè các chị.
Xạ lỗ hổ mẫu này luôn, mã này là DA1228. Mã này là DA1228 nha cả nhà ơi. Đầm này em sẽ có cho mình là 4 size ML, XL và 2X nè. Rồi nhưng mà em chỉ có 9 cái size M, 11 cái size L, 1 cái XL và 8 cái 2X thôi, chứ không có nhiều. Ngày hôm nay em xả lỗ nha. Mã này của em là DA1228. 1228 xả lỗ vốn 129 chỗ, các chị tin nổi không? Đầm này có 129k. Trời ơi các chị ơi, giá cực rẻ. Mẫu đầm này các chị nhanh tay bây giờ, là vì là hàng này em còn ít, em còn có mấy cái cuối nếu em mới xả cái giá này, chứ bình thường là chắc chắn không bao giờ có cái giá này được rồi cả nhà ơi. Hôm nay sale luôn cho các chị với giá chỉ có 129.000 đồng. 129.000 đồng. Bộ em đang mặc trên người, đầm em đang mặc trên người có xẻ tà nè, suông nha, có túi nè, có chiếc eo nhẹ các chị mặc gọn người nè, cổ tròn ha. Phía đằng sau là dây khóa kéo cho các chị mình luôn. Mã đầm em đang mặc trên người đây là 1228. Đầm này sale 129. Đầm này sale chỉ có 129.000 thôi nha cả nhà, nhanh tay lên đơn liền em chốt sale nha. Có 129.000 đồng đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này lên đơn liền dùm em ạ. 129.000 đồng đầm em đang mặc, có túi hai bên, chất vải này là chất kết thái cho cả nhà. Cái hoa sang chưa? Đó, nền đen hoa cho mình là đẹp không? Chất mềm lắm luôn ạ. Rồi, dây khóa kéo phía đằng sau, trong tầm từ 40kg đến 65kg là vừa. Và ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị chỉ có giá 129k xả lỗ. Rồi, bây giờ tình hình là mỗi size có mấy cái, nên là ai nhanh là được chốt trước nha, còn ai chậm hết hàng đừng buồn em nha. 129k rồi, 128 ok chị sang quân nè, 1228 cho chị Đỗ Thủy nè. 129k mẫu đầm này, 129k bộ em đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em ạ. 1228 và kèm số điện thoại cho em ạ. Ok chị Ánh Tuyết em chốt cho chị nè. 129k rồi, chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Comment là mã với số điện thoại em chốt đơn này, quá là rẻ luôn các chị ơi. Quá là rẻ luôn, chỉ có giá 129k đầm em đang mặc thôi nha. Đầm phong suông thì các chị mặc rất là gọn người và che khuyết điểm rất là tốt. Và ở đây em cao 1m62, em nặng là 47kg, phong này mặc dài tầm ngang bắp chân, không có kiến dáng. Rồi, không có kiến dáng cho mình luôn ạ. 1228 ạ, chị Thùy Dương chốt 128 nè. Chị như ý em chốt 128 nè, giá sale hôm nay 129.000 đồng. 129.000 đồng thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền dùm em. Bây giờ em có thêm mẫu đầm này là DA12. DA1273, mẫu này sẽ có cho mình là 4 size ML, XL và 2X nha. 128. Dạ có XL, em còn đúng một cái XL luôn á chị. Chị Thu Hà ơi, cho em thêm số điện thoại chốt liền nha. Chị Mùa Thu ok em chốt đơn nè. Rồi DA1273, đầm này của em là sẽ có cho mình là đủ size. Và em sale hôm nay á chỉ có 229 thôi. Ok chị đưa đơn nè, 1228 cho chị. Rồi đầm này của em nha. Đâu, cái áo. Đây, cổ là cổ đắp chéo. Cổ đắp chéo qua. Chị nào mà thích kín cổ hơn nữa, thích cố định cái cổ thì mình đính chị lại vẫn được nha, không gì hết. Ở phần em nhớ một đường eo từ đây xè nhẹ và che bụng nha. 128 chị Hương Nguyễn ok. Rồi cái này nó có túi cho mình hai bên luôn nha các chị. Chất này là chất mango nè, vải này mặc vải mango nè. Cái chị mặc nó sẽ mềm, nó sẽ mát, nó sẽ co giãn, rồi nó cũng không có bị nhăn nhầu gì hết. Nền xanh navy phối với hoa trắng nha. Đây, đứng đằng xa xa cho mình xem con nè, đẹp lắm. Đây, các chị nhìn giùm em 1273 nhá. Dài vừa qua gối, dễ mặc ha, che khuyết điểm rất là tốt và có túi hai bên cho mình. Mẫu đầm này em chốt sale luôn cho mình chỉ có giá là 229.000 đồng. 229.000 đồng mẫu đầm này, mã sản phẩm là DA1273. Lên đơn liền nha cả nhà ơi. 1273 em sale chỉ có 229.000 đồng mẫu đầm này thôi, và 40kg đến 65kg là vừa. Đây phía đằng sau của nó nè. Đó, đẹp lắm. Cái form các chị yên tâm đi, form này chị nào mặc lên cũng đẹp hết trơn.
Form này đâu kén dáng ai đâu, ai mà cũng được. Kể cả chị nào mình có bụng, đầm này chị nào có bụng to mà vẫn được. Tại hạ eo là em hạ eo ngay đây rồi, ngay chỗ nhỏ nhất, và từ đây bụng mình ở phía dưới này thì bụng mình tới đâu nó xè ra tới đó thôi. Mình đâu sợ lộ bụng đâu, mà mặc lên vẫn thấy eo luôn, mặc lên vẫn thấy eo cho mình luôn, và lại che bụng tốt. Ok chị như ý fan em lên đơn nhé. 1273 cho chị nè. Giá hôm nay em sale là 229. Bình thường mình mua đầm này là 299k không đó. Bình thường mua 299k, hôm nay em sale chỉ có 229k một này. 229k một đầm này, mã sản phẩm 1273. 1273 lên đơn liền giùm em, đầm này đẹp này các chị, xuất sắc luôn á. Ok chị Quý Hoa 128 nha. Đầm phong su vừa nãy em thấy mấy chị đang lên đơn nè. Chị nào ưng đặt liền chứ, tại vì đầm đó có mấy cái thôi á. Rồi ok này chị Ngọc Anh em lên đơn nha. 1273 sale giá 229k. 229k đầm em đang mặc trên người nha, tay nha các chị, màu đẹp quá chừng. 1273 chị nhà người em chốt 229 thôi nè. Bình thường mình mua là 299. Bây giờ tại shop em cũng là 299, inbox ở ngoài cũng 299, chỉ có khi các chị đặt ngay ở trong cái like này thôi là mình mới được chốt là giá 229 thôi nha cả nhà. Chứ bây giờ tắt like rồi mình hỏi lại thì cũng là 229 thôi. Ơ lộ 299 thôi. Đây các chị lên đơn liền ngay bây giờ. Trước tiên là đã ưng á, các chị cứ đặt trước đi, để mà mình giành được cái suất sale với là giành được cái size của mình trước. Rồi đó, rồi sau đó thì suy nghĩ lại coi chốt lại mẫu nào báo bộ phận tư vấn viên với bạn chốt cho mình cũng được. Ok chị Loan Ngọc em lên đơn nhá. 1273 giá này sale là 229. Ok chị Trần Anh em chốt đơn hàng cho chị 1273 nè. 229k màu này đẹp nè các chị, rất là dễ mặc nha. Nói chung mẫu này dễ mặc, ai mặc cũng được hết trơn và không có kén da gì hết trơn á. Rồi vậy này mặc mát có co giãn nha. Giá em sale cho mình là 229, mã này là 1273. 1273 và kèm số điện thoại cho em nha. 229.000 đồng mẫu đầm này. Rất đẹp luôn, dễ mặc cho mình luôn, ai mặc cũng được hết. Rồi sale giá 229k, mã sản phẩm 1273 nha. 1273 chị Hân Nguyễn em lên đơn luôn. Có 229k thôi nha cả nhà. 229k bộ này thôi, đầm này thôi. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình. Đây cái 1243 này không biết còn không nữa đây. 24. Ôi. 243. Rồi chờ em một chút xíu nha cả nhà. Bây giờ thôi được rồi, em sẽ lên mẫu này đi. Đầm này của em mẫu tiếp theo là DA1244 nè. Đầm phong chữ A nha các chị. Đầm này phong chữ A nè. DA1244 sẽ có cho mình là 4 size MLS là 2X. 4 size MLS là 2X rồi, từ 40kg 65kg vừa. Mã này là 1244 nha. Đẹp lắm, chất von nha các chị. Rồi cổ tim nè, nút nè, dây nè các chị ơi, dây này mình cột eo nhá. Eo mình tới đâu cột tới đó, mình không có lo chạch. Rồi có dây khóa kéo đằng sau. Màu nền xanh da trời phối với hoa trắng cho mình xinh ơi là xinh. Mã này của em là 1244. 1244 đầm này em đủ size. Đủ size luôn và sale này các chị ơi. Đầm này nếu mà hết chương trình rồi á là mình mua là giá là 259.000 đồng. Tại shop hay là inbox ở ngoài cũng là 259 nha. Và hôm nay các chị lên đơn trong live được chốt luôn 199. Đặt bây giờ các chị ơi, đặt ngay lúc này nè, được chốt luôn 199k. Một cái mẫu đầm phong chữ A rất là xinh, gọn người cho mình. Size M L72, size L L75, size XL L78, 2X là L84 trở xuống mình mặc vừa. Dây khóa kéo đằng sau. Rồi đầm này em chốt luôn nè, 199k, rẻ chưa? Trên like này hôm nay chị nào chịu khó theo dõi like, các chị được chốt giá rẻ lắm. Rồi chị nào ưng đặt liền cho em nha. DA1244 và kèm số điện thoại. 1244 và kèm số điện thoại em chịu hàng. Đây là cái giá ưu đãi cho chị nào lên đơn hàng trong cái live stream này nha. Ok chị Trần Nguyễn em chốt cho chị nào 1244. Tại shop và ngoài live, inbox ở ngoài giá sẽ là 259k. Và nếu như các chị đặt ở trong live này của em chốt là 199 luôn nha. Ok chị Ngọc Linh em chốt đơn chị Quỳnh Nguyễn nè. 1244. 199k đồng em đang mặc trên người. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào ưng đặt liền giùm em 1244 và kèm trên điện thoại nha. 199k. Rất là xinh. Đây em mặc làm sao đảm giao hàng như vậy nhá. Mặc làm sao giao như vậy hết, không có khác gì đâu cả nhà ơi. 1244 nè, chị nào lấy lên đơn, giá em sale cho mình 100
199.000 thôi, 199.000 đồng đầm em đang mặc DA1244 và kèm theo số điện thoại nha. Lên đơn hàng ngay bây giờ chốt đơn luôn, 1244 1244 kèm số điện thoại rồi xong chưa cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn hàng ngay lúc này em chốt sale luôn nhá. 1244 và kèm số điện thoại sale ngay lúc này cho cả nhà, giá chỉ có 199.000 đồng. Ok chị Tuyền đặt em lên đơn hàng cho chị luôn, 1244 149k 1244 149k chị nào, 199k xin lỗi chị, 199 L76 hả chị? À, chị ơi mình cho em chiều cao kênh nặng nữa được không? Có thể là L76 là cái chị có thể mặc được trong hai size. Thật sự là chị có thể mặc hai size. Đó là chị có thể mặc size L cũng được, mà chị có thể mặc size XL cũng được. Tại vì cái mẫu này với lại cái này nó có cái dây cột eo nè. Nếu mà mình muốn nó chắc chắn hơn ấy, mình muốn chắc chắn hơn thì mình chỉ hay mặc XL cũng được rồi. Cái dây cột eo này eo tới đâu mình cột tới đó vô ha. Đầm này em sao 199 nha. Ok chị Hà Trần em chốt nè. DA1244 giá em sale chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng nha cả nhà. Rồi bây giờ sẽ lên tiếp tục cho mình đây. Đầm này là đầm họa tiết da beo là hot lắm luôn các chị ơi. Vừa rồi là mấy mẫu da beo là cháy hàng à. Đợt này em may thôi mình thêm một cái mẫu da beo này. Không chê vào đâu được, mã sản phẩm 1262. Mã sản phẩm đầm em đang mặc đây là 1262. 1223 còn hai size là XL với 2X chị Vũ Lương nha. Rồi đầm da beo đang mặc trên người, trời ơi mặc ghiền luôn các chị. Đẹp từ chất cho tới form, tới họa tiết luôn. Mã này của em là 1262 và giá ngày hôm nay em sale cho mình chỉ có là 299k, chất vải lụa Nhật mặc cực kỳ mịn luôn nha. Mặc mịn nè, êm nè, mát lạnh cho mình nè. Trời ơi các chị ơi đầm đẹp chưa? Đây là 1262 nha. Rồi phần cổ của nó đây các chị ơi, phần cổ có đính một cái phần điểm nhấn ở ngay cái phần cổ áo của mình nha. Rồi form là lên form chuẩn eo rồi, rơi vào đúng phần nhỏ nhất rồi, và túi hai bên dây khóa kéo em may đằng sau. Mã sản phẩm đầm này của em là DA1262. DA1262 và em chốt sale luôn trên live chỉ có 299.000 đồng nha các chị. 299k đầm em đang mặc trên người, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em. 1262 và kèm số điện thoại cho em nào. 1262 và kèm số điện thoại em chốt ngay bây giờ là giá chỉ có 299.000 đồng. 299.000 đồng. Cái mẫu này các chị mặc thứ nhất là nó không bị kén da. Da trắng, da ngăm mình đều có thể mặc được. Và cái chị mặc nó mềm, nó mịn, nó mát lạnh cho mình, đồng thời nó sẽ có co giãn. Cái mẫu này các chị nhìn thấy là đó, các chị thấy không? Bắt mắt ha. Họa tiết da beo không bao giờ là lỗi thời là vậy các chị ơi. Lúc nào vậy? Nói chung da beo, đầm da beo các chị nhìn xa nhìn gần cũng thấy đẹp hết trơn cả. Có túi hai bên luôn, từ 40kg 65kg vượt form lên chuẩn form nha. Ai có bụng cứ mua mẫu này mặc đi, không sợ lộ bụng đâu cả nhà, che bụng rất tốt. Dây khóa kéo đằng sau nè. Đầm này của em là DA1262, đầm này em xem chỉ có 299. Đi tiệc, đi chơi, đi cà phê, cà pháo, đi du lịch, đi ăn uống, đi dạo phố, đi đâu mặc cũng được cái mẫu đầm này hết trơn các chị. Cứ mua đầm này về rồi em đảm bảo các chị sẽ mặc thường xuyên. Chứ không phải như những cái đầm mình khi các chị mặc thì có thể chỉ có dịp nào đó thôi các chị mặc được. Còn những dịp khác là thôi để ở tủ ngắn thôi. Đó, nhiều cái đầm là vậy. Nhiều cái đầm thì nó sẽ kén, nó kén dịp mặc. Nhưng những cái đầm này là các chị rất là dễ luôn, các chị mặc thường xuyên, mặc đi đâu cũng được. Giá ngày hôm nay sẽ là 299.000 đồng nha cả nhà. Trời đẹp quá. Da trắng da ngăm bằng được hết luôn nha cả nhà. DA1262 nha. Em sẽ đính tặng kèm thêm cho mình ở cái phần cài áo đây luôn nha, đính liền luôn rồi nha cả nhà. Rồi đầm này em sale luôn cho mình chỉ có 299. Mã sản phẩm là 1262. Nhanh tay nha các chị ơi, 1262 chốt sale với giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Từ 40kg đến 65kg vừa, 1262, ok chị Ngọc Dung. Rồi áo da beo có cổ tay lỡ. À có cổ tay lỡ em mặc rồi chị ơi. Nãy là đầm sơ mi em mặc rồi, cái này là 1208 nè. Đầm sơ mi đúng không chị? Hay là kiểu khác nữa, em có cái đầm mà cổ đắp chéo nữa cơ. Cổ đắp chéo nữa cơ, cũng là da beo cũng có luôn. Đây sơ mi mã 1208, em sale 299k. 1208 sẽ giá 299k, chị nào ưng đặt liền giùm em 1208 299. Còn nếu mà chị là thích da beo và kiểu khác em còn luôn nha, để tí nữa em mặc. Rồi DA1262 nhanh tay nha cả nhà, chị Thảo Thanh Thảo em chốt một DA1262 nè, chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em. Comment mã với số điện thoại nha, em chốt đơn 1262, giá chỉ có 299.000 đồng thôi nè.
Bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa nha. Đây, da beo tiếp theo em có ở đây là 1222. Da beo tiếp theo em có ở đây là DA 1222. Đầm này sẽ có cho mình là 4 size M, L, XL và 2X. Đây, rất đẹp. 1222 nha cả nhà ơi. Rồi mẫu này em chốt luôn nè, chỉ có 299k. Thiết kế sẽ là cổ đắp chéo cho mình nha. Tay là tay lỡ nè. Cái phần cổ này đặc biệt nha, là ở đây nó sẽ xếp ly rồi. Thì khi các chị mặc nó sẽ ôm vô vòng một, ôm vô phần cổ của mình luôn. Đó, không cần phải đính chỉ nhưng mà vẫn không bị hở. Nhưng mà chị nào thích kỹ hơn thì mình đính lại cũng được, không sao. Có cái bạn eo nè, có nút gọc chai nè, có túi nè. Tay là tay lỡ nha, xếp phòng nhẹ tạo nhìn rất là sang. Phong là phong chuẩn luôn rồi, mình yên tâm. Nhưng có cái đằng sau, cái nào chứ cái 1222 này là em không biết lại may bao nhiêu đợt hàng rồi các chị. 1222 nè, bán rất là chạy. Mỗi size là coi như là bán ngàn mấy, hai ngàn mấy, ba ngàn, ngàn mấy cái không đó. Rồi mẫu này em sẽ sale luôn, chỉ có giá 299. Chất vải này là lụa Nhật nên chắc chắn sẽ có co giãn nha cả nhà. Sẽ có co giãn cho mình, đây có độ co giãn. Không phải là quá nhiều, đó cũng vừa vừa. Nó dễ mặc cho các chị. Đó, đầm này của em sale giá là 299k, mã sản phẩm là 1222. Sang chưa cả nhà ơi? Chị nào ưng da beo chốt đơn liền kẹo hết nha. Chứ mẫu này là mấy bữa nay may nhiều lắm rồi đó các chị, và em hết bảo để may rồi. Còn bao nhiêu là bán bấy nhiêu thôi. 1222 và kèm cho em xin hỏi luôn, giá em sale là 299k. 299k thôi nha cả nhà ơi, đẹp lắm, sang. Đầm này là khỏi chê rồi các chị. Mẫu này là em cũng tặng cho người thân thân em rồi nè. Em cũng gửi về cho dưới mẹ em một cái rồi đó. Đầm này em sale là 299k, đẹp chưa? 299 thôi, chị Quyên Lâm em chốt 1222. Giá em sale là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người chị Nguyễn Linh. Ok, em chốt 1222 cho chị. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng chưa xa nha. Có túi cho mình, phong xè dài qua đồ gỗ cho các chị mình đây. Từ 40kg đến 65kg là vừa. Ok, chị Mỹ Thắm em lên đơn nè, 1222. Chỉ có giá 299.000 đồng thôi. 299k, đẹp tuyệt vời. Các chị yên tâm đi, cái đầm nào chứ cái đầm họa tiết da beo thì thôi rồi. Các chị đảm bảo mặc đi tới đâu người ta khen tới đó. Rất sang, không bao giờ lỗi thời và cái chất phải đẹp lắm nha. Ok chị An Nhiên em chốt cho chị 1222 luôn. Chỉ có 299 thôi cả nhà ơi. 1222 cho chị Dung Đàn, 1222 cho chị Ngọc Trâm. Rồi chị nào mình lấy mẫu đầm này lên đơn hàng ngay lúc này cho em ha. Mình đặt hàng cho em là mã với số điện thoại em chốt sale. Đầm này em chốt với giá chỉ có 299k thôi. 299k đầm em đang mặc nhanh tay nha cả nhà ơi. Để lại đúng cú pháp cho em là mã với số điện thoại cho em luôn nhé. 1222 và kèm số điện thoại nè. Dạ rồi, ok chị Diễm Huỳnh nha. Cảm ơn chị đã ủng hộ shop nè. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền đây nè. Ba cái da beo này là em mặc rồi nè. Thật ra các chị ơi, em còn một cái da beo nữa, kiểu uy chang kiểu này luôn. Nhưng mà cái da beo này nó phối với dây xích nè. Đây để không thì em mặc lên cho các chị xem luôn. Chị nào thích thì mình đặt. Đẹp lắm. Cái mẫu đầm này cũng bán chạy vô cùng. Rồi, ok chị Hải Nguyễn em chốt cho chị 1222 nha. Đẹp và sang vô cùng luôn cả nhà ơi. Đi tiệc đi đâu là hết sảy. Bây giờ tiếp tục nha. Em lên thêm cho mình một cái đầm khác nữa đây. Những cái mẫu mà siêu phẩm như thế này nó hết hàng rất là mau. Nếu đã ưng rồi các chị cố gắng đặt càng sớm càng tốt nha. Cố gắng đặt càng sớm càng tốt giùm em. Mẫu tiếp theo của em đây là DA 1192. Cái mẫu này em cũng không biết là em may biết bao nhiêu đợt hàng rồi nè cả nhà. Đây, đầm tiếp theo của em đây là 1192. Cái này là da beo phố với họa tiết dây xích, không thì các chị lấy luôn hai mẫu nè. Cái mẫu này em cũng gửi cho mẹ em hực cái nè. Form này lên rất là đẹp. Form này lên chuẩn form mà mặc lên là thấy là lên chuẩn, thấy eo của mình, thấy vòng một nè. Nói chung là vòng nào ra vòng nó luôn các chị ơi. Một đây là 1192. 1192 nha cả nhà. Đầm này em sẽ có cho mình 4 size M, L, XL và 2X, đẹp lắm, lụa Nhật mềm mịn êm mát và có co giãn từ chiều dọc cho tới chiều ngang. Và đầm này nó sẽ có túi hai bên luôn, dây khóa kéo là phía đằng sau cho các chị nha. Rồi mẫu đầm này em sale cho mình chỉ có 299k thôi, thực sự rất là xứng đáng để các chị sắm nó về tủ đồ của nhà mình. Đẹp, dễ mặc, không có kén da, sang chảnh cho mình luôn. Và mặc là lên form là chuẩn form cho cả nhà mình luôn. Đầm này của em với mã sản phẩm là DA 1192. 1192 nha cả nhà, giá em sale là 299.000 đồng.
299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Tuyệt vời luôn á các chị. Ơn mẫu này các chị nhớ đặt sớm nha. DA1192 kèm sinh hoạt cho em luôn. 1192 và kèm sinh hoạt, em xem ngay bây giờ cho mình giá chỉ có là 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ơn ý mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em. Đầm có túi hai bên cho mình, vải này nó mướt lắm, nó mịn và nó mát lạnh luôn, rồi nó lại có co giãn cho mình, rất là dễ chịu. Em đảm bảo các chị mà mua về là các chị ghiền liền, mặc lên là êm ái thoải mái, dễ mặc lắm luôn nha các chị, và lên form là chuẩn form luôn á. Em là em còn mặc hơi rộng ấy chứ, các chị mặc vừa đẹp hơn em nhiều chứ. Tại vì nè, đó, em 62 đầm xem mờ, dù khi nó eo có 72 vậy thôi. Em mặc hơi rộng một chút. Đây, em bóp em lại cho mình xem kỹ cái form nha. Trời ơi, đẹp lắm luôn các chị, họa tiết nè, không chê vào đâu được, rất là sang. Mã sản phẩm là 1192, mẫu này em bán chạy lắm luôn á. Giá em sale chỉ có là 299k. Hàng là chất là đẹp, từ chất nè cho tới form, cho tới họa tiết cho cả nhà mình luôn. Thiết kế độc quyền luôn và giá em sale chỉ có 299k. Mã sản phẩm này là DA1192 nha. Mẫu này em bán chạy lắm cả nhà ơi. Đầu tiên là em may thiết kế đầu tiên là 1192 này đó. Sau đó là bên em mới lên thêm tiếp tục thêm những cái hậu duệ phía sau, ví dụ như 1222. Đó, 1222 là cái họa tiết da beo. Họa beo như thế này. Với lại được chứ em cũng có may những cái mẫu họa tiết hoa nữa cơ. Mà nói chung là mẫu nào cũng chạy, mẫu nào cũng hết sạch hết trơn rồi. Hết sạch hết trơn rồi, còn hết vải rồi nên không may nữa thôi, chứ còn vải là may rồi. Còn này là hê nè. Mẫu này còn vải này, em nhập thêm và em may tiếp tục cho mình cái mẫu 122 này. Chứ thực sự là mẫu này nó hết hàng mấy đợt rồi đó. Hết rồi may thêm hoài luôn á. Rồi 1192 cũng vậy chứ đâu các chị. 1192 là may từ đợt trước rồi mà. Các chị nghe mã các chị biết mà. 1192 mà em may là cũng mấy đợt hàng luôn rồi mà vẫn rất là hot. Tại Việt Nam hay là xuất khẩu đều rất là chạy mẫu này luôn á. Đầm này của em sale giá chỉ có 299k, mã sản phẩm là 1192 nha. Đó, ưng thì mình lên đơn liền nha. Cái form này mặc lên rất là chuẩn form và đẹp, sang. Đầm này em xem là 299 nha. Ok chị Hằng Trần em chốt. Và nếu như các chị chưa bao giờ trải nghiệm lụa Nhật thì em khuyên chân thành, một lần trong đời các chị mua đi các chị ơi. Em đảm bảo các chị không, các chị đảm bảo các chị ghiền liền. Kể cả những chị nào khó tính nhất, các chị mà trải nghiệm lụa Nhật là các chị ghiền liền. Mềm, êm, mịn, mát và không có nhăn nhầu nha cả nhà. Lụa Nhật mặc cực kỳ là thích luôn á. Bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ai lấy mẫu nào các chị nhanh tay nha. Mẫu tiếp theo em lên cho các chị đây là 1201 luôn đi. Cái 1201 này em còn ít ngày hôm nay em sale luôn nè. 1201. 1201 bình thường các chị mua 299k siêu phẩm. Bây giờ nha, em còn ít à, em lẻ sai rồi. 1201 này em sẽ giảm giá, em sale rẻ luôn nha. 1201 này trời ơi còn có 6 cái size M, với lại em còn có 5 cái 2X thôi. Rồi em sale luôn 199k nha cả nhà ơi. 6 cái size M và 5 cái size 2X cuối cùng cho chị nào nhanh tay. Đáng lẽ là 299 mà rốt cuộc bây giờ em còn ít, em xả luôn còn 199 thôi nha. Mã này là 1201. 1201 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1201 và kèm trên số điện thoại nha. Đẹp quá nè. Nền sa navy phối hoa và có túi, trên là may một lớp, dưới là may hai lớp. Và chất này của nó là chất xúc thái, có co giãn nhẹ và không nhăn nhầu. Form lên chuẩn form, yên tâm luôn cả nhà. Dây khóa kéo đằng sau nè. Đầm này em sale cho mình chỉ có giá là 199k. 199k mẫu đầm này nha cả nhà ơi. 199k mẫu đầm này, ai lấy mẫu này lên đơn liền giùm em. 199k mã sản phẩm là DA1201. 1201 và kèm số điện thoại nhanh tay nha các chị. Lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em ạ. Giá em sale chỉ có 199 mà thôi. Ok chị Cao Tuyền, em lên đơn hàng cho chị luôn. DA1201 chốt sale giá chỉ có 199.000 đồng. Em còn đúng 2 size là size M và size 2X nha. Chị Nguyệt Ánh ok em chốt 1201 này sale giá 199k. Cái này em còn ít nha, em sửa like nhanh thôi. Chị nào vừa mình đặt liền 1201199 ạ, chị Uyên Trần em chốt luôn nha. 1201 sale giá 199k. Chị nào thích mẫu nào lên đơn liền em chiều hàng. Bây giờ em sẽ mặc thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nha. Một cái mẫu đầm với cái tông màu vàng sữa rất là xinh luôn. Mẫu sản phẩm tiếp theo của em là DA1272. Mã sản phẩm tiếp theo của em đây là DA1272. Rồi đầm này, à 1274 chứ. À đúng rồi, 1274 nè. Đầm này em sẽ có cho mình đủ size màu vàng sữa nha.
Đó, màu vàng sữa này lên da thì sáng da, da trắng, da ngăm mình mặc được hết. 1274 là đẹp chưa? Đầm này nha. Rồi, từ 299k bây giờ sale xuống còn 229, mặc dù mẫu này em đang có cho mình cũng đủ hàng chứ không phải là hết đâu nha. Mà 1274 ngày hôm nay cũng giảm giá luôn rồi, còn có 229 ngàn đồng thôi nha. 229 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. 1274 và kèm số điện thoại luôn 229. Chỉ có giá 229 ngàn đồng mẫu này. Ok chị Quyên Trần em chốt cho chị nè. Mã này là DA1274, rất đẹp luôn nha. Có túi hai bên, kích vải của nó là chất lụa Nhật mềm mịn êm mát, có co giãn nhẹ cho các chị ha. Từ 40 kg đến 65 kg là mình mặc vừa. Đầm em đang mặc trên người đây là DA1274. 1274 sale giá là 229. 229 thôi cả nhà. Ok chị Kiều Anh em chốt nha. 1274 sale giá 229k. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền giùm em 1274 và kèm trên số điện thoại 1192. Ok chị An Nhiên, chị Hải Nguyễn 1192. Ok chị luôn 1201. Ok chị Hải Nguyễn luôn nha. Rồi các chị ơi, 1274 mẫu đầm này nha. Mẫu đầm này em sẽ sale luôn cho các chị với giá chỉ có 229 thôi, vô cùng rẻ. Và cái màu này các chị mặc nè, da trắng da ngâm mình mặc được hết. Lên da trắng da, đầm này được bình thường các chị mua là 299, nhưng riêng trong cái line này em sẽ sale giảm giá cho mình là còn 229k. Và nếu mà chị nào muốn săn giá này, các chị đặt hàng liền giùm em luôn. Ngay bây giờ em chốt giá giảm cho mình nha, là 229. 229k đồng em đang mặc trên người. Mã sản phẩm này là DA1274. 1274 nha cả nhà ơi. 1274 và kèm số điện thoại chốt sale liền trên like, chỉ có giá 229 ngàn đồng. Chị Lan Kim em chốt 1274 cho chị luôn. 229. 229k đồng em đang mặc, nhanh tay cả nhà ơi. Đặt liền em chốt nha. Đặt liền em chốt, em giảm giá luôn. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục nè, em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nữa nha. Đợi em vài giây nha. 1206, rất đẹp luôn. DA1206 này là em sẽ có cho mình đủ size chỗ cái vải này mặc ghiền luôn các chị, lụa Nhật mềm mịn êm mát. Đây 1206 em sẽ có cho mình đủ size ML, XL và 2X nè. Rồi trong quên, còn 3 size thôi, xem ML, XL với 2X, size L hết hàng. Mẫu này của em là DA1206 nha. Sale với giá chỉ có là 249 ngàn đồng thôi. Nền màu vàng hoa màu đen nè, có nút phía đằng trước cho mình nè và dây khóa kéo là phía đằng sau. Đầm này là lụa Nhật nên là các chị mặc nó mềm mịn êm và mát lạnh nè. Có co giãn nhẹ cho cả nhà mình luôn. Rồi từ 40 kg đến 65 kg vừa. Mã này là 1206 nha. 1206 chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em. Chốt sale liền trên like, giá chỉ có 249 ngàn đồng mẫu này. 249 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Mã này là 1206, chị nào mình thích đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ nha. 1206 kèm số điện thoại sale giá 249 ngàn đồng. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ lên đơn hàng liền giùm em ngay bây giờ nha. Bình thường các chị mua đầm này là 299 thì trên line này các chị săn sale chỉ có 249k mà thôi. Ai ơn mẫu này các chị chốt đơn liền giùm em. Phần eo sẽ nhấn một đường eo nè, từ đây sẽ nhẹ xuống và che bụng cho các chị mình nha. Chỉ có giá 249 ngàn đồng thôi. Mã sản phẩm 1206 lên đơn liền em chốt sale nhé. 1206 và kèm số điện thoại 249. 249 ngàn. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục lên xả hàng nha. Đây em có cái đầm này xả hàng giá cực rẻ nữa nè. Em có đầm này xả hàng giá cực rẻ cho cả nhà đây. Chị nào mình thích mình lên đơn liền giùm em luôn ha. Đây là DA1159, em không còn nhiều hết á. Mỗi size còn mấy cái là em xả luôn nè. 1159 đầm von 2 lớp và có túi hai bên cho cả nhà mình luôn. 1159 em xả kho cho mình là 129 ngàn đồng luôn nha các chị. 129k mẫu đầm này, mã sản phẩm 1159 nè. Túi hai bên cho mình nè. Bên trong là lót thun cotton size ML72. Em mặc là hơi rộng nha các chị, tại vì em mặc rộng 10 cm lận. Rồi đây em kẹp bớt lại nha. Mã này của em là 1159, em xả kho 129, xả lỗ nha. Xả lỗ vốn mẫu này 129 ngàn đồng. Đặt hàng cho em là 1159 nha. Đặt hàng cho em ghi là 1159 kèm số điện thoại. Ghi cho em là 1159 và kèm cho em số điện thoại, em chịu hàng cho mình ạ. Giá ngày hôm nay sẽ chốt cho các chị mình luôn chỉ có là 129k mà thôi.
129k mẫu đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em. DA1159 nha. DA1159 và kèm cho em xin thoại. Chốt đơn liền trên like cho các chị, giá là 129.000 đồng rồi. Chị nào ưng ý đặt hàng nhanh tay lên cả nhà ơi. Có 129k giá là cực kỳ yêu thương luôn nha. Xã này là xã lỗ rồi các chị ơi. 129k mã này là 1159. Hai lớp nha, form này nó dài chứ tới tới phần bắp chân luôn nè các chị đó. Rồi nó hai lớp rồi có túi nữa mà hôm nay em xã có 129 à. Rất là rẻ luôn nha, sale không có lời luôn á, em xã lỗ luôn rồi. Ok chị Nguyễn Lành nè, 1159 nè. Chốt giá 129k. Ok chị Ngọc Trang em sale luôn nè, 129k thôi ạ. 1159 còn chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em nha. Sale xã kho 129. Sale xả kho mẫu này giá 129k, chị nào mình ưng đặt liền giùm em. DA1159 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1159 129k. Ok nè chị Thanh Châu em chốt, chị Mỹ Duyên ok em chốt đơn nè, 1159 nè. Đầm này em sẽ có cho mình là đủ size ML, XL và 2X nhưng mà không có nhiều nha cả nhà. Mỗi size còn có mấy cái thôi. Em sẽ nhanh cho cả nhà ngày hôm nay chỉ có 159k. Em còn 9 cái size ML, XL hết hàng luôn rồi kìa cả nhà ơi. 9 cái size L, 12 cái size XL và 8 cái size 2X cuối cùng. Xả luôn 129k nha. Xả luôn 129k cho chị nào nhanh tay. Ưng mẫu này các chị lên đơn liền nào cả nhà ơi. 119 129k.